thuyền lam lôi hải thiên, mặt khác hai gã tôn giả, đều là tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực không tầm thường. Phá, càn vân tam trưởng lão đánh ra một trưởng, điên đảo thiên địa xung quanh, một đạo hư ấn trưởng quang cực lớn oánh lục lập lè, bộc phát nổ vang, xung quanh mười dặm, bị uy thế cường đại bao phủ. Một trưởng uy thế cực đại đó, bổ tiến bách thi chớ chú đại trận. Ô, 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 n, g. Bách thi chớ chú đại trận hình thành quỷ vụ âm u liếm diếm, tầng tầng bong ra từng mảng vỡ tan, tầng xương mù ảm đảm mong manh rõ ràng hơn vài phần. Phốc, Triệu Phong huy động hắc kỳ, trong bách cụ trợ chú bách thi, lại phát ra quỷ thi oán lực liên miên không dứt, hình thành quỷ vụ diễm vân bàng bạc. Khắc khắc, quỷ thi đại trận này xưa đâu bằng nay, há lại dễ dàng có thể phá vỡ như vậy sao? Thân thể của Khô Lâu Đường chủ lại lần nữa dung hợp cửu sát âm cốt thứ, toàn thân xương cốt một hồi giòn vang. Ô ô ô n g. Khô Lâu Đường chủ thúc dục bí thuật, khung xương toàn thân, bỗng nhiên cao lên đến ba trượng, toàn thân ô quang diễm khí đằng đằng, hóa thành một cốt giếm cự nhân. Phốc, khô lâu đường chủ hóa thành cốt giếm cự nhân, uy lực hung hãn vô cùng, mỗi cái giơ tay nhấc chân, tử âm sát diễm, gào thét nổ vang, cùng với oán lực nguyền rủa của đại trận quỷ thi, hỗ trợ lẫn nhau. Gần một tháng này, khô lâu đường chủ hấp thu tâm tủy huyết hải kinh, dung nhập huyền mạc tinh cốt, thân thể cốt cách cường hóa đến một trình độ mới, thực lực đại trướng. Hắn chiến lực, so với tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ bình thường đều chỉ mạnh hơn chứ không thể yếu huống chi lúc này hắn đặt mình trong quỷ thi chớ chú đại trận uy lực tăng phúc lại thi triển quỷ cốt bí thuật cường đại lão bất tử nhận của ta một trường một cốt diễm cự nhân tiến thêm một bước cao đến bốn năm trượt từ âm sát diễm phóng lên trời kèm theo đó là một đạo quỷ cốt sức lực mạnh mẽ vô cùng đánh thẳng về phía cản vân tam trưởng lão phanh một tiếng nổ kinh khủng vang lên bộc phát trên không đại trận quỷ thi khủng bố khí lãng, nuốt hết một phiến hư không hải. Phía dưới Hải Thiên thuyền, một hồi quay cuồng, thậm chí ngã vào trong hư không hải dương. Bịch bịch, Khô Lâu Đường chủ thân hình liên tục rút lui vài bước, rõ ràng chịu phải một ít thiệt thòi. Nhưng trong mắt hắn vẻ hưng phấn càng nồng đậm, nhớ ngày đó, lần đầu tiên gặp phải đại đan nguyên cảnh Hồ Tác Phương, hắn căn bản không có sức phản kháng. Giờ đây, mới qua hơn nửa năm, thực lực của hắn đã bay vào đến nhường này. Hai người các ngươi, chế trụ cái Khô Lâu khung này để ta bắt giết tiểu tử đó. Tôn chủ mặc sam giống to một tiếng, truyền âm nói. Ánh mắt hắn tàn nhẫn, biết triệu phong chủ trì bách thi đại trận mới là điểm mấu chốt. Dù sao bách thi đại trận uy hiếp quá lớn, một khi phá vỡ bách thi đại trận, triệu phong hai người bị mất đi yểm hộ, không thể nào là đối thủ của tam đại đan nguyên cảnh. Còn nữa, khô lâu đường chủ cốt cách phòng ngự quá mạnh mẽ, việc chém chết tương đối khó một chút. Chỉ cần giết chết tiểu tử này, liền có thể cướp lấy chiến lợi phẩm, lại thu thập được khô lâu khung này. Tôn chủ mặc sam ánh mắt lóe ra, tạc tử nhận lấy cái chết. Tôn chủ mặc sam vượt qua khô lâu đường chủ, hướng đến triệu phong đang ở trung tâm quỷ thi đại trận mà giết. Khắc khắc, khô lâu đường chủ dị thường phối hợp, không ngăn trở hắn, cùng hai vị tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ cường giả khác giao phong. Trong thời gian ngắn, khô lâu đường chủ biến thành cốt diếm cự nhân, chiếm được ưu thế rất lớn, áp chế hai vị tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Đi, triệu phong mặt không đổi sắc, huy động trận kỳ, cuồn cuộn quỷ thi oán lực, hình thành giao long, diễm khí đằng đằng, nghênh đón tôn chủ mặc sam. Phá, tôn chủ mặc sam một trường bổ tới, những kia quỷ thi oán lực bàng bạc kinh người, còn chưa đến gần, đã bị hắn đập nát. Triệu phong vẻ mặt vẫn như cũ, phát động bách thi nguyền rủa vô hình oán lực, liên nguyên không dứt phóng tới tôn chủ mặc sam. Trong vô hình, vô số khô tay trắng bệnh máu chảy đầm đìa, dây dưa ở quanh thân tôn chủ mặc sam, với vào tạng phủ trong cơ thể hắn, không ngừng đào lấy ăn. Tôn chủ Mặc Sam sắc mặt hơi đổi, cường như đại đan nguyên cảnh hắn, cũng không cách nào bỏ qua những kia vô hình không chất nguyên rủa oán lực. Hư, nguyên rủa oán lực vô khổng bất nhập, nhưng không phải là tinh thần công kích bình thường. Triệu Phong không có sợ hãi, mặc cho Tôn chủ Mặc Sam đánh tới. Tôn chủ Mặc Sam mặc dù có thể giết qua, nhưng thực lực của hắn tất nhiên sẽ nhận phải suy yếu. Một khi nguyên rủa oán lực ăn sâu vào cơ thể quá lâu, trễ chậm cứu chữa, cho dù hắn là đại đan nguyên cảnh cũng khó trốn một kiếp tôn chủ mặc sam sinh mạng thể chất cường thịnh trở lại cùng hư không cự hải kình cuối cùng có tranh lệch rất lớn chỉ cần trong vòng người hơi thở chém chết kẻ này hoàn toàn có thể toàn thân trở ra tôn chủ mặc sam tâm niệm xoay chuyển trong vòng người hơi chém chết triệu phong hắn rất có lòng tin thậm chí 4 năm hơi đều có thể làm được phong lôi chi rực bỗng nhiên sau lưng triệu phong ngưng kết thành một đôi phong lôi quang rực màu tím tốc độ cùng tính cơ động tăng lên rất nhiều vụt dưới quỷ vụ diễm vân yểm hộ Triệu Phong lưu lại từng đạo điện mị tàn ảnh. Trong bách thi chớ chú đại trận, cường giả cảm quan ngoại giới sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí bị nhiễu loạn rất lớn. Nhưng Triệu Phong là chủ nhân của trận pháp này, thì không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Hắn và khô lâu đường chủ, đối với cái trận huyền diệu biến hóa này, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Tiểu bối xảo trá, tôn chủ mặc sam nộ quát một tiếng, một trường chém ra, trường quang hư ấn lục oánh lập lòe cực lớn, trực tiếp phong sát phạm vi mấy trăm trường. Hắn vừa ra tay, liền trực tiếp oanh giết phạm vi một mảnh. Nhưng Triệu Phong phản ứng cùng tốc độ kỳ động cực nhanh, lại có ưu thế địa lý, mấy lần đều né tránh chính diện công kích. Vụt, ngoài thân Triệu Phong, quanh quần một tầng nước chảy sóng gợn thâm thúy như biển. Phốc phốc, một vài công kích rơi xuống trên người Triệu Phong, gợn sóng di động, đem thế công hấp thu. Mặc dù gặp một ít vết thương nhẹ, huyết mạch thủy hệ của Triệu Phong có thể nhanh chóng chữa trị hết. Lực lượng huyết mạch thật mạnh, tôn chủ mặc sam hơi thất sắc, ý thức được, bản thân hoàn toàn đánh giá thấp Triệu Phong. Triệu Phong thể chất sinh mệnh bây giờ, so với đại đan nguyên cảnh bình thường còn mạnh hơn, lực lượng huyết mạch nửa năm gần đây, đột nhiên tăng mạnh, tăng lên bội phần. Công kích, tốc độ có phong lôi chi dực, phong ngự, trị liệu có huyết mạch thủy hệ. Triệu Phong ở trong quỷ thi đại trận có ưu thế địa lý, miễn cưỡng cùng tôn chủ đại đan nguyên cảnh, bảo toàn thời gian mấy hơi. Nhưng mà, đại đan nguyên cảnh, dù sao cũng là tôn chủ tầng thứ cao, trùng trời lấp đất công kích huy thế, rất nhanh đem Triệu Phong bước đến một khu vực. Huyền Thiên Mặc Pháp Ấn, một đạo mặc lục tinh lập lòe cực lớn trưởng quang hư ấn, đường kính chừng nửa dặm, động lại mà không tán, hào quang sáng chói, chụp xuống chỗ Triệu Phong đang đứng. Ô, 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 n, g. Triệu Phong khuôn mặt đỏ bừng, giống như thừa nhận một lực phong sát từ ngàn phía, phong lôi chi rực cùng thủy chi huyết mạch, đều bị áp chế một chút. Đầu gối của hắn, mơ hồ cong xuống, thân hình khẽ lung lay. Nếu không phải thể chất sinh mệnh của hắn, so với đại đan nguyên cảnh bình thường còn mạnh hơn, thủy chi huyết mạch lực phòng ngự rất mạnh, đổi lại nếu như là tiểu đan nguyên cảnh tôn giả, đã sớm mất mạng. Ha ha ha, tiểu bối còn không thúc thủ chịu chói, tôn chủ mặc sam cất tiếng cười to, tôn chủ dù sao cũng là tôn chủ, nếu như ngay cả một tên mới tiến nửa bộ đan nguyên cảnh đều bắt không được, hắn còn có mặt mũi nào đặt chân trong nhất phương quần vực. Thủy linh hóa thần, ánh mắt triệu phong ngưng tụ, toàn thân tuôn ra thâm lam thủy quang lay động, hiện ra trùng điệp vặn vẹo quỷ dị o o o n g thủy quang tĩnh mịch như biển đó bỗng nhiên cùng triệu phong huyết nhục hòa thành một thể thân thể hắn chập trần giống như trạng thái của dịch thể nổi lên một tia vần nước rung động phanh, phanh 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 đại đan nguyên cảnh thế công khủng bố rơi xuống trên người triệu phong giống đánh vào trên một tên người làm bằng nước không mất chút sức lực nào cái gì tôn chủ mặc sam thất sắc thân thể tiến vào trạng thái dịch hóa tiểu tử này có thể lĩnh ngộ thủy hệ bí pháp cao thâm như thế thủy linh hóa thần cho dù đặt ở hai sao bán tịnh Nguyệt Linh Tông, đều là vô thượng thủy hệ bí pháp, hiếm có người có thể tu luyện thành công. Dưới bí thuật thủy linh hóa thần, Triệu Phong trong khoảng thời gian ngắn hóa lỏng, cơ hồ là trạng thái phòng ngự vô địch. Cự hóa, thân hình thủy quang của Triệu Phong rung động chập chờn, bỗng nhiên tăng vọt cao đến hai trượng, giống một pho tượng thủy linh hóa thần. Phá, Triệu Phong nhất cử nhất động, giống giang hải phiên đằng, chiến lược tăng vọt đến một trình tự mới. Băng két, Triệu Phong không đếm xỉa thế công của đại đan nguyên cảnh, cường thế một quyền, oanh phá trưởng quang hư ảnh khu vực phong tuyệt phụ cận. giờ này khắc này, triệu phong thủy linh hóa thần, uy lực của nó đã còn hơn thủy vận trưởng lão năm đó. đây là do thể chất sinh mệnh cường đại của hắn, huyết mạch nội tình thâm hậu, so với dĩ vãng càng thoải mái chống đỡ bí thuật này. a, à, thủy quang nhoáng một cái, một pho tượng thủy quang xanh thẳm ngưng kết thành thủy linh cự nhân từ trên trời giáng xuống. phanh, thủy linh cự nhân từ phía sau lưng oanh hướng vào một vị tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ trong đó. Hai gã tiểu Đan Nguyên cảnh hậu kỳ đó, đang bị Khô Lâu Đường chủ áp chế, bị quỷ thi oán lực ăn mòn, thậm chí bị thương đến suy yếu. Vị tiểu Đan Nguyên cảnh hậu kỳ bị đánh lén kia, chết thảm tại chỗ. Trước khi chết, hắn cũng không thể giải thích, Triệu Phong ở đại Đan Nguyên cảnh phong sát, sao có năng lực tới tập giết chính mình. Nhưng sự thật là như vậy, giờ phút này Triệu Phong, cơ bản là không đếm xỉa tôn chủ Mặc Sam công kích. Chương 594, tử vệ sơ hiện mắt thấy lại có một vị trưởng lão tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, chết trong tay triệu phong. Tiểu bối, càn vân tam trưởng lão kinh giận bộc phát, khóe mắt như muốn nứt ra, bản thân mang đến bốn gã tôn giả đan nguyên cảnh, trong chốc lát đã chết hết ba người. Huyền thiên mặc pháp trảm, càn vân tam trưởng lão toàn thân chân nguyên bộc phát, hào quang mặc lục sáng trói hùng hậu, chiếu dọi xung quang mười dám hư không, ngưng tụ ra một đạo hơi mờ mặc lục cử quang nhận kinh hãi không thôi, giống thiên phạt chi nhận, như xuyên tán qua một phương vũ trụ, phát ra uy năng vô cùng thiên địa, như lôi đình chém về phía Triệu Phong. Nhát chém khủng bố uy năng vô cực như vậy, làm thiên địa sáng tối rung động. Những người khác ở đâu, khô lâu đường chủ cùng một vị tôn giả khác, đều là một hồi tâm kinh nhục khiêu. Vụt, Triệu Phong trong trạng thái dịch hóa thủy linh cự nhân, thủy quang lóe lên, lại không có thể hoàn toàn né tránh một vài nhát chém. Phốc, thân thể thủy linh cự nhân, nước xanh thẳm gợn rung động, gấp gáp ảm đạm, suýt nữa bị huyền thiên mặc pháp chảm đó chém cho thành hai đoạn. O, 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 N, G. Thủy linh cự nhân cao ba trượng này, thủy quang gợn sóng nhộn nhạo, bộ phận miệng vết thương, huyết quang vừa hiện, liền nhanh chóng khép lại. Khi thi triển bí kỹ thủy linh hóa thần, thân thể huyết nhục của triệu phong, dung hợp cao độ với thủy hệ, khiến thân thể trong dây lát tiến vào trạng thái nửa dịch hóa. Loại trạng thái này, có được phòng ngự thân thể gần như bất tử, năng lực khôi phục tự lành, có thể nói là biến thái. Triệu phong thờ ơ, mạnh mẽ chống lại càn vân tam trưởng lão công kích, thủy quang lóe lên, bay vút tới một vị tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ khác. Phanh, thủy linh cự nhân một trường đánh ra, sóng lớn mạnh mẽ như phiên giang đảo hải, đem một vị tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ khác, đánh bay thổ huyết. Hoàn toàn khác biệt so với ở di tích tử thánh lần trước. Triệu phong thi triển thủy linh hóa thần một cách đầy đủ, không chỉ có có được trạng thái dịch hóa phòng ngự thân thể bất tử, mà thân thể có thể biến thành cực lớn, nhất cử nhất động, đều có sức lực phiên giang thôi sơn. Hơn nữa, uy lực thủy linh hóa thần của triệu phong, đã vượt qua thủy vận trưởng lão tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ lúc trước. Bởi vì nửa năm qua, được lợi từ mộng cảnh thái cổ và tâm tùy huyết hải kinh, sinh mạng thể phách của Triệu Phong, so với đại đan nguyên cảnh bình thường còn mạnh hơn, lực lượng huyết mạch tăng cường gấp mấy lần. Sinh mệnh mạnh mẽ cùng với lực lượng huyết mạch, chống đỡ trạng thái thủy linh hóa thần, uy năng không giống ngày xưa. Dừng tay, Càn Vân Tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Trơ mắt nhìn qua vị tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ kế tiếp Lâm vào tình cảnh bị thủy linh cự nhân và cốt diễm cự nhân giáp công. Triệu Phong và Khô Lâu Đường chủ đều đang trong trạng thái bí thuật rất mạnh, thực lực vượt qua tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ bình thường. Phanh, thủy quang xanh thấm trên người Triệu Phong bắt đầu khởi động, lại vừa cứng rắn chống đỡ được công kích của Càn Vân Tam trưởng lão, lực lượng thủy hệ bành trướng, đem một vị tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ khác áp bách đến tuyệt cảnh. A à một vị trưởng lão tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ cuối cùng đó chết thảm dưới sự giáp công của triệu phong cùng khô lâu đường chủ thi thể của hắn ở trong bách thi chớ chú đại trận trong nháy mắt thối giữa thành một vũng máu bách thi chớ chú đại trận liên tục hấp thu tinh khí tàn phách của bốn gã tôn giả đan nguyên cảnh quỷ thi oán lực cuồn cuộn kinh thiên thần ma lui tránh hít can vân tam trưởng lão kinh hoàng biến sắc hít một ngụm khí lạnh phiêu phù ở phía trên quỷ vụ diễm vân có vẻ cô lập chưa từng có thủy linh hóa thần của ta, nhiều nhất còn có thể kiên trì thời gian người hơi thở nữa. Thân hình triệu phong nhoáng lên một cái, thủy quang tăng vọt, đánh về phía cản vân tam trưởng lão. Đương nhiên, mặc dù là ở trạng thái thủy linh hóa thần, hắn chỉ có thể chống lại đại đan nguyên cảnh, nhưng cũng không cách nào chính thức tạo thành uy hiếp. Vụt, triệu phong huy động trận kỳ, dẫn động oán lực khủng bố cùng từ âm khí của bách thi chớ chú đại trận, Trùng trời lấp đất tràn tới cản vân tam trưởng lão. Tặc tử âm hiểm, càn vân tam trưởng lão huy trưởng, uy thế khổng lồ khôn cùng thiên địa, đem quỷ vụ diễm vân lần lượt chấn vỡ. Nhưng mà, sắc mặt hắn khe biến, có chút tái nhợt, thân thể khó chịu, càng phát ra mãnh liệt. Từ lúc giao phong đến bây giờ, thân thể của hắn đã bị nguyền rủa oán lực ăn mòn không ít, sinh mệnh tinh khí cùng tâm hồn linh phách không ngừng sói mòn, tốc độ càng ngày càng nhanh. Nhân cơ hội này, hai người Triệu Phong biến thành thủy linh cự nhân cùng cốt diễm cự nhân, liên thủ phản công đại đan nguyên cảnh. Phanh phanh phanh, trong đại trận quỷ thi lan tỏa khắp vài dặm, tam đại cường giả giao phong, âm thanh bạo vang liên miên. Mấy hơi thở qua đi, khô lâu đường chủ, thân hình bạo thối, bên ngoài thân ô quang diễm khí, mở đi vài phần. Triệu phong biến thành thủy linh cự nhân, sóng quang rung động, đồng dạng cũng bạc nhược ảm đạm đi một ít. Nhưng mặt khác một phương tôn chủ mặc sam, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, thân hình hơi run lên như dây đàn. Trong lúc vô hình, hàng trăm hàng ngàn cánh tay xương trắng bệch máu chảy đầm đìa, đem cả người hắn bao vây, thời thời khắc khắc đều đang đào ăn tánh mạng tinh nguyên cùng tâm hồn linh phách của hắn. Chiến đấu đến tận lúc này, tôn chủ mặc sam lâm vào trạng thái suy yếu, thậm chí trong mấy vòng đối chiến vừa rồi, còn bị một ít ám thương. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy làn da tôn chủ mặc sam, đã khô quắt xù xì. Trong quãng thời gian ngắn ngủi chưa đến 10 hơi, cả người hắn tựa như già đi 10 năm. Khạc khạc, lão thất phu, bị bách thi nguyền rủa dính phải, sinh mệnh thọ nguyên của ngươi, đã mất đi vài năm khô lâu đường chủ âm hiểm đắc ý cười quái dị, tôn chủ mặc sam mặt như cho tàn, làn da trên người biến chất, thối giữa từng mảng lớn, oán lực nguyên rủa nhập vào trong cơ thể hắn. Tặc tử Càn Vân Các sẽ không bỏ qua cho ngươi, Càn Vân tam trưởng lão ngoài mạnh trong yếu, trong lòng vẫn còn sợ hãi sâu sắc, một tia sợ hãi, từ sâu trong đồng tử phát ra. suốt lời, hắn miễn cưỡng thúc dục chân nguyên, vung tay đánh ra một trường, uy thế trải khắp thiên địa, đẩy lui hai người triệu phong. Vụt, tiếp theo đó, thân hình tôn chủ mặc sam đã biến mất không còn tung tích triệu phong hai người ngẩng đầu xem xét tôn chủ mặc sam đã bay ra vài hơn vài dặm ở giữa không trung lảo đảo một cái lại thổ ra một búng máu chủ nhân lão thất phu kia bị bách thi nguyền rủa ăn sâu vào trong cơ thể tinh nguyên sinh mệnh bị sói mòn rất mạnh hết sức yếu ớt thiếu chút nữa là có thể chém chết hắn rồi khô lâu đường chủ hơi không cam tâm nói nếu có thể thôn vệ linh phách tinh nguyên của một vị đại đan nguyên cảnh sẽ đem lại lợi ích rất lớn đối với bách thi Nguyên rùa. Dù sao cũng là đại đan nguyên cảnh tôn chủ, triệu phong khẽ lắc đầu, toàn thân nước gợn rung động, thoáng thu liếm, thân hình quay trở về thân thể huyết nhục bình thường. Sau khi khôi phục thân thể huyết nhục, sắc mặt triệu phong hơi có vẻ trắng nhợt. Cái giá phải trả khi thi triển bí thuật thủy linh hóa thần cũng rất lớn, triệu phong chỉ có thể duy trì chốc lát ngắn ngủi. Vụt, triệu phong huy động trận kỳ, thu hồi bách thi chớ chú đại trận, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lần này trọng thương đánh bại đại đan nguyên cảnh, so với trước đó lần đầu tiên đối mặt Hồ tác Phương, xem ra thoải mái thuận lợi không ít. Quan trọng là, Triệu Phong không sử dụng huyết mạch đồng tử. Triệu Phong cùng khô lâu đường chủ liên thủ, mượn nhờ đại trận bách thi thi nguyền rùa, đã có thể áp chế đại đan nguyên cảnh tôn chủ. Đổi lại nửa năm trước, hai người căn bản không dám tưởng tượng. Nhanh chóng rút khỏi, Triệu Phong trở lại thuyền lam lôi hải thiên, lập tức hạ lệnh. Một trận chiến vừa rồi, thanh thế to lớn, năm, sáu vị đan nguyên cảnh tham chiến cũng có đại đan nguyên cảnh ra tay khiến cho không ít ngoại vực cường giả phụ cận chú ý thật là một trận chiến thê thảm chết mấy vị tôn giả người trong thuyền hư không hài nọ rốt cuộc là thần thánh phương nào gần như khiến năm vị trưởng lão của càn vân các toàn diệt nên nhớ càn vân các chính là cường tông số một số hai của vùng này a à. bởi vì tới gần hư hải linh điện có một vài cường giả ngoại vực đã tận mắt thấy cả quá trình Vụt, tốc độ của lam lôi hải thiên thuyền cực nhanh Xuyên qua hư không hải, khiến tôn giả bình thường theo không kịp. Trong chớp mắt, thuyền hư không hải vừa tàn sát mấy vị trưởng lão của Càn Vân Các, đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù người khởi sướng đã rời đi, nhưng chuyện này, trong nửa tháng ngắn ngủi, vẫn gây oanh động mấy lãnh thổ phụ cận, tông phái nhất tinh đều xôn xao. Vài lãnh thổ ở phụ cận, Càn Vân Các là cường tông nhất tinh đỉnh phong, xếp thứ hạng đầu, chỉ xếp sau một vài cường tông nhị tinh. Sau khi sự việc phát sinh không lâu, Càn Vân Các cả tông chấn động toàn lực truy nã thuyền lam lôi hải thiên. Một ngày nọ vào nửa tháng sau, ở trong hư không vụ hải, một thân hình cao lớn âm ảnh tính mịch lạnh lẽo, như một u linh không có trọng lược, xuyên qua trên vụ hải. Thân hình tối tăm này cao lớn đến mức, mọi âm thanh đều trở nên im ắng. Trong chu vi ngàn dặm, vô số sinh vật biển, bị áp lực đến mức hít thở không thông, khó hiểu sợ hãi, tựa như bị tử thần giữ ở cổ họng. Đó là, phụ cận một ít cường giả ngoại vực, kể cả một ít tôn giả, cũng cảm thấy tim đập mạnh một trận cái bóng cao lớn nọ khiến cho tất cả sinh linh đều mang đến một cổ áp bách linh hồn như bị bóp chết khí tức ý chí tử vong của đại đế dừng lại ở nơi này cái bóng cao lớn dừng lại ở phụ cận hư hải linh điện vụt cái bóng cao lớn biến mất tại chỗ một bước tiến vào hư hải linh điện khí tức thật đáng sợ vào cửa hư hải linh điện những tôn giả thủ về kia toàn thân lạnh lẽo lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh một lát sau bóng tối thần bí đó rời khỏi hư hải linh điện tiến thẳng đến một đảo vực phụ cận. Tốc độ của hắn cực nhanh, so với đại đan nguyên cảnh bình thường, phải nhanh gần như gấp 10 lần. Vực tung hăng, sơn môn trọng địa của Càn Vân Tông. Trong một tòa phủ đệ xa hoa, phù, Càn Vân Tam trưởng lão, thở phào một hơi, trên người bước ra một tia vết máu màu đen đã biến thành thối giữa. Cũng may trong điển tịch của bổn Tông, có ứng phó phương pháp quỷ thi nguyền rùa. Sắc mặt của Càn Vân Tam trưởng lão suy yếu, có vài phần may mắn. Nếu lại kéo dài thêm vài ngày, Nguyền rủa oán lực xâm nhập cốt cách linh hồn, cho dù dốc hết cả lực lượng Càn Vân Các cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ngươi chính là Càn Vân Tam trưởng lão. Một âm thanh khàn khàn lạnh như băng, giống từ trong vực sâu tử vong truyền đến. Ngươi, ngươi là Càn Vân Tam trưởng lão, nổi cả da gà, bị dọa đến hồn phi phách tán. Một cái bóng cao lớn, giống như người phát ngôn của tử thần, phiêu phù ở bên cạnh hắn. Cái bóng cao lớn chậm rãi duỗi ra một giải khói đen lượn lờ ở tay nhẹ nhàng siết chặt cổ Càn Vân Tam trưởng lão. Cứu, cứu mạng, Càn Vân Tam trưởng lão, lâm vào sợ hãi vô tận. Giải khói đen lượn lờ ở tay đó, như lưỡi hái tử vong, ôm lấy tâm hồn của hắn, chấn đè lại toàn thân chân nguyên sinh mệnh của hắn. Tha mạng, ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Càn Vân Tam trưởng lão, run rẩy như gà con sợ lạnh, ngay cả nửa điểm phản kháng cũng không có sức. Linh hồn sinh mệnh của ngươi đã không thuộc về mình nữa. Cái bóng cao lớn, trên mặt lộ vẻ trào phúng, thanh âm khàn khàn nặng nề khiến càn vân tam trưởng lão triệt để tuyệt vọng vụt bàn tay của cái bóng cao lớn kia đặt ở trên huyệt thái dương của càn vân tam trưởng lão càn vân tam trưởng lão ý thức tối sầm mất đi thôi hồn đọc tâm từng sợi tơ mỏng màu đen trong suốt vô hình rót vào trong tâm hồn càn vân tam trưởng lão sau đó như một người sống thực vật không có chút phản ứng nào một lát sau bịch càn vân tam trưởng lão ngã xuống đất trong phòng trống rỗng ở đó chỉ còn lại mình hắn nhưng ở linh hồn tầng diện, mơ hồ truyền đến âm thanh, giống tử linh nghỉ non. Tử vong đuổi giết, bây giờ mới bắt đầu. Chạy đi, xem người có thể chạy được bao xa, chỉ hy vọng. Người không nên quá yếu. chương 595, chiến trường nhị tinh. Hai tháng sau, hư không hải vô tận. Vù, thuyền lam lôi hải thiên bằng tốc độ kinh người, xuyên qua trong biển sương mù, tiếp cận tốc độ phi hành của đại đan nguyên cảnh. Hai tháng này, đường biển hết sức thuận lợi, thuyền hư không hải dung nhập tâm tủy huyết hải kinh, Mưa hồ phát ra khí thức sinh vật biển viễn cổ, chấn nhiếp rất nhiều sinh vật biển du đáng trong biển sương mù. Một số hải tặc hư không, cũng không làm gì được bọn người triệu phong. Bởi vì thuyền hải tặc bình thường, căn bản đuổi không kịp thuyền lam lôi hải thiên, nhóm hải tặc bình thường, cũng không dám ra tay với thuyền hư không hải phẩm cấp này. Trong thuyền, thuyền trưởng, trải qua hai tháng phi hành, chúng ta đã tới, quần đảo vực thiên lưu, đến biên giới, sẽ vào quần đảo vực kế tiếp. Lâu Lan chỉ thủy báo cáo, thời gian 2 tháng, thủy thủ đoàn trong thuyền hư không hải có nhiều tiến bộ dưới sự tẩy lễ của tâm tủy huyết hải kinh bên trong sinh mệnh thủy thủ đoàn càng thêm thâm hậu tu vi cơ bản đều ở chân chủ đại thành trở lên số ít thủy thủ đoàn thể chất sinh mạng đã tiếp cận nửa bước đan nguyên cảnh hạ mục tiêu thánh địa chân vũ thanh âm kiên định hữu lực của triệu phong truyền khắp cả thuyền hư không hải thánh địa chân vũ thủy thủ đoàn trong thuyền tâm linh chấn động chợt kích động phấn chấn thánh địa chân vũ đó chính là một trong ba thánh địa linh vực lớn của vùng hư không hải. Phải biết rằng, mỗi thánh địa linh vực quản hạt một phương hải vực hư không, quần đảo vực trong đó càng nhiều đến mấy trăm. Thật không ngờ, mục tiêu của thuyền trưởng lại chính là thánh địa Chân Vũ. Với năng lực của thuyền trưởng đại nhân, nói không chừng có thể đặt chân ở thánh địa linh vực, mấy người chúng ta liền có thể cùng thăng chức rất nhanh. Thủy thủ đoàn lén bàn luận, thánh địa Chân Vũ, Lâu Lan chỉ thủy hít sâu một hơi, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ dị kế tiếp triệu phong cùng lâu lan chỉ thủy bắt đầu nghiên cứu lộ tuyến bản đồ thánh địa chân vũ ở trung tâm vùng hải vực này chúng ta còn phải đi qua mấy chục quần đảo vực mới có thể đến lâu lan chỉ thủy nói mấy chục quần đảo vực đó là hành trình xa cỡ nào nếu không phải có thuyền tốt như thuyền lam lôi hải thiên đổi lại là trước kia mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ đối với tôn giả bình thường mà nói vượt qua giữa quần đảo vực quả thực là vô cùng xa xôi quần đảo vực cổ thanh quần đảo vực thiên lô quần đảo vực thiên lưu bây giờ lại sắp vào quần đảo vực mới rồi trong lòng triệu phong khẽ lẩm bẩm trong lúc bất chi bất giác hắn đã cách lãnh thổ cố hương là đại lục thanh hoa càng ngày càng xa nhớ mang máng lúc rời đi trên đại lục thanh hoa xích nguyệt ma giáo cho tàn lại cháy đang phản công toàn diện đúng lúc này khạc 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 trong vạn quỷ châu truyền đến một luồng khí tử âm khổng lồ kinh người đủ khiến tôn giả đan nguyên cảnh bình thường cũng phải kinh hãi động dung khô lâu đường chủ, người thành công rồi. Trên mặt triệu phong lộ ra vẻ vui mừng, linh thức thăm dò vào trong vạn quỷ chơ mà. Mấy tháng qua, khô lâu đường chủ luôn bế quan, hoàn toàn hấp thu hiệu quả của tâm tủy huyết và huyền mặc tinh cốt, trùng kích tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Thật không ngờ, bổn tọa dưới tình huống bị người khác nô dịch, lại có thể đột phá thăng cấp. Khô lâu đường chủ cảm khái ngàn vạn lần, nếu ở lãnh thổ thanh hoa, hoặc là địa vực bình thường khác, hắn muốn từ đan nguyên cảnh trung kỳ, tu luyện tới hậu kỳ, vậy còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Ha ha, bị nô dịch, khô lâu đường chủ, dường như ngươi bây giờ rất không cam lòng. Triệu Phong khẽ cười một tiếng, vụt, khô lâu đường chủ hiện thân ở trước mặt Triệu Phong, khí tức khủng bố của tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, so với cùng cấp bình thường, đều mạnh hơn không ít. Dù sao, khô lâu đường chủ cũng hấp thu hai thùng tâm tủy huyết, dung nhập huyền mặc tinh cốt, thể trạng phòng ngự, so với tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ bình thường, còn mạnh hơn rất nhiều. Hiện giờ, dưới tấn công đại đan nguyên cảnh, rất khó may mảy tổn thương khô lâu đường chủ. Cho dù gặp phải đại đan nguyên cảnh, ta cũng có thể miễn cưỡng chống lại đôi chút, nếu có bách thi chớ chú đại trận, nói không chừng còn có phần thắng nhiều hơn. Khô lâu đường chủ lòng tin vào tăng, giờ phút này đối diện triệu phong, hắn sức mạnh 10 phần, không còn sợ sệt như trước đây. Khô lâu đường chủ, vô thức đánh giá lại chủ nhân này. Vừa nhìn, hắn liền hoảng sợ, luồng khí tức cường đại phát ra từ trong thể phách sinh mình triệu phong, Hùng hồn khổng lồ, giống như cự thú từ viễn cổ. Hắn thậm chí có ảo giác đụng phải cự thú biển cả hải kinh hư không? Đây, đây làm sao có thể? Khô lâu đường chuột sắc mặt đại biến, khó lòng tần được. Theo đánh giá của hắn, cấp độ thể chất sinh mệnh triệu phong, tiếp cận đỉnh phong của đại đan nguyên cảnh. Nói cách khác, triệu phong không có tu vi đại đan nguyên cảnh, nhưng thể chất sinh mệnh, có nhân xa đại đa số tôn chủ đại đan nguyên cảnh. Ngoài ra, trong cơ thể triệu phong mơ hồ năng lực huyết mạch chuyển động, khí tức xa xưa, so với khi ở hư hải linh điện, lại tăng thêm rất nhiều. Cho dù có lượng lớn tâm tủy huyết, cũng không thể có hiệu quả nhanh như vậy. Khô lâu đường chủ không cách nào tiếp nhận hiện thực này. Dưới nội tình thể phách sinh mệnh hùng mạnh thế kia, trong cơ thể triệu phong nửa bước chân nguyên, cho dù số lượng chất lượng đều hơn xa cùng cấp. Khô lâu đường chủ, người có ý kiến gì, có thể đưa ra. Triệu phong như cười mà không cười, luận cấp độ sinh mệnh, hắn mạnh hơn rất nhiều khô lâu đường chủ, khi tức áp bách trên người đối phương, hắn căn bản không cảm giác. Ý kiến, không có sao thể chứ. Đầu khô lâu đường chủ, lắc đầu như cái trống lắc. Trước đây, tu vi thực lực hắn đại tăng, vốn muốn hiệp thương cùng Triệu Phong, thay đổi thân phận nô bộc của bản thân, nếu có thể, ước định đuổi kịp Triệu Phong. Nhưng hắn phát hiện, bản thân căn bản không cách nào mang đến áp lực cho Triệu Phong. Huyết mạch thể chất Triệu Phong, tăng cường quá nhanh. Khô lâu đường chủ, nâng cao cường hóa nguyền rủa bách thi thêm bước nữa, còn phải nhờ vào ngươi. Triệu Phong không ngại khai thác triệt để mỗi một phân giá trị lợi dụng khô lâu đường chủ. Vụt, khô lâu đường chủ vẻ mặt đưa đám, quay về vạn quỷ châu. Trong phòng thuyền trưởng, Triệu Phong thả lỏng một hơi, tạm thời mà nói, hắn vẫn đang chấn nhiếp khô lâu đường chủ. Đây đều là nhờ vào mộng cảnh thái cổ. Hai tháng gần đây, thời gian Triệu Phong kiên trì trong mộng cảnh thái cổ, đạt tới 40-50 nhịp hô hấp. Chỉ cần có thể kiên trì 100 nhịp hô hấp, ta sẽ thử nghiệm đường đi trong mộng cảnh thái cổ, thậm chí thăm dò. Trong lòng Triệu Phong có một mục tiêu, cùng với sự tăng cường huyết mạch thể chất, hắn phát hiện hấp thu khí tức mộng cảnh thái cổ, hiệu quả cũng giảm xuống từng ngày. Lúc trước, hắn hấp thu một luồng khí tức mộng cảnh thái cổ, huyết mạch thể chất sẽ có cảm giác tiến bộ tăng lên. Còn bây giờ, hắn ít nhất phải hấp thu khí tức mộng cảnh thái cổ hơn mười mấy phần mới có thể hơi chút cảm giác tiến triển. Trước mắt mà nói, Triệu Phong chỉ có thể thông qua số lượng bù lại hiệu quả hiệu quả hải kinh tâm tủy huyết cũng là như vậy có điều thời gian nửa năm ngắn ngủn thể chất sinh mệnh từ chân chủ cấp đỉnh phong tiếp cận đại đan nguyên cảnh nếu như nói ra nhất định sẽ kinh thế hải tục mấy ngày sau thuyền lam lôi hải thiên tiến vào quần lãnh thổ lân cận lúc thuyền biển cách một hòn đảo gờ vùng biển thiên địa nguyên khí như thủy triều tiếng đánh nhau kinh thiên động địa xảy ra chuyện gì mọi người trong hải thiên thuyền đều cảm giác được khác thường đánh nhau động tính quá ẩm ĩ kia giống như bùng nổ chiến tranh quy mô lớn chỉ sợ là chiến tranh của tông phái cấp tinh khẳng định có tông phái nhị tinh nhúng tay một lão thuyền viên trên mặt hồi hộp nói nhị tinh phái đại chiến mọi người đều không dám tưởng tượng tình huống thảm thiết trong hòn đảo kia phốc triệu phong phiêu nhiên bay vọt lên thuyền hư không hải bỏ đi che chắn trên thần linh nhãn nhìn về đằng xa thần linh nhãn khiến cảm giác thị tuyến của triệu phong khuyết trương vô số lần đáng sợ chiến trường trong vùng phương xa khiến triệu phong trong lòng run lên trong một phương vực các cường giả tông phái nhị tinh đánh cho sơn băng địa liệt phiên giang đảo hải kinh khủng nhất chính là hắn còn cảm giác được sức mạnh to lớn thần uy của vương giả hư thần cảnh nhất cử nhất động thiên địa kinh biến tựa như thần minh không khác gì chiến trường đại lục thần linh nhãn của triệu phong căn bản không dám khinh suất quan sát lo lắng bị vương giả hư thần cảnh cảm ứng được chạy nhanh vượt qua cái đảo vực này triệu phong biến sắc lập tức hạ quyết định cho dù hơi xa một chút, Triệu Phong cũng không muốn tham gia vào chiến tranh của Tông Phái Nhị Tinh. Tông Phái Nhị Tinh có năng lực thật sự đáng sợ, có thể chi phối trên 10 cái thanh hoa vực. Vụt, thuyền lam lôi hải thiên, tận lực vượt qua phụ cận chiến trường đảo vực này. Đảo vực này, so với thanh hoa đại lục cũng không khác nhau lắm, không ngờ lại trở thành chiến trường giữa Tông Phái Nhị Tinh. Trong lòng Triệu Phong cảm khái, năm đó, tại lãnh thổ đại lục Thanh Hoa, xích nguyệt ma giáo hoành không xuất thế, năng lực so ra cũng ngang ngửa tông phái nhị tinh. Thuyền trưởng phía trước có một đội nhân mã, đang lại gần đây. Lâu lan chỉ thủy đột nhiên hô nhỏ một tiếng, triệu phong ngưng mắt xem xét, phương xa trong vụ hải, bay tới hơn 10 chiến thuyền hư không hải. Trong đó chiếc chiến thuyền hư không hải kích cỡ lớn nhất kia, phẩm cấp so với thuyền lam lôi hải thiên, cũng cao hơn một ít. Xem chừng, đây là một chi đội ngũ thuyền hư không hải, có mấy trăm cường giả đã ngoài chân chủ cấp, chỉ sợ là viện binh của tông phái nhị tinh nào đó nhanh vượt qua, đã không còn kịp rồi. Thanh âm của lâu lan chỉ thủy, có chút kinh hoàng. Vụt vụt vụt, từ trong đội ngũ thuyền hư không hải này, bay ra hơn 10 đạo thân ảnh, toàn bộ đều là tôn giả đan nguyên cảnh. Trong đó có hai người là tôn chủ đại đan nguyên cảnh. Đại đan nguyên cảnh hậu kỳ, sắc mặt triệu phong lại lần nữa biến đổi. Phải biết rằng, trước kia hắn tao ngộ hồ tác phương, tôn chủ mặc sam, đều là đại đan nguyên cảnh sơ kỳ, nhiều nhất tiếp cận trung kỳ. Mà hai vị mới đến trước mắt, một là đại đan nguyên cảnh trung kỳ, một là đại đan nguyên cảnh hậu kỳ. Vụt, Triệu Phong còn cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố dung chuyển linh hồn, được truyền đến từ trong một chiếc thuyền thuyền hư không hải lớn nhất của đám đó. Hắn xem chừng, luồng khí tức này, ít nhất là nửa bước hư thần cảnh. Người nào, một đội nhân mã đến từ tông phái nhị tinh, đem thuyền lam lôi hải thiên vây quanh. Thuyền trưởng, nên làm gì bây giờ? Lâu lan chỉ thủy hoa dung thất sắc, trang diện đến mức này, toàn là những điều nàng chưa hề thấy. Trong lòng Triệu Phong chua sót, không ngờ vẫn bị quấn vào trong chiến trường của tông phái nhị tinh. Đầu hàng đi, tâm niệm của Triệu Phong xoay nhanh, lập tức thu liếm khí thức toàn thân, làm cho mình thoạt nhìn, càng giống một người bình thường, tu vi nửa bước đan nguyên cảnh. Trong tàu hải thiên, tất cả mọi người cũng đều ngừng hô hấp lại. Các vị tiền bối, chúng ta chỉ là thương nhân qua đường, cũng không muốn cuốn vào trong đại chiến tông môn của các ngươi. Thanh âm mềm mại động lòng người của Lâu Lan chỉ thủy vang lên kịp thời. Ha 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 thương nhân qua đường, quần đảo vực ngũ nhạc chúng ta, đã hỗn loạn mấy trăm năm, vài cái đảo vực phụ cận, đều là chiến trường, chưa từng có thương nhân nào, dám từ nơi này đi ngang qua. Vị đại đan nguyên cảnh hậu kỳ lão giả mặt đen lên tiếng, trên mặt đầy vẻ trào phúng. Chúng ta là từ quần đảo vực thiên lưu đi đến, không biết tình huống của nơi đây. Lâu lan chỉ thủy vội vàng giải thích nói, hãy bớt xàm ngôn đi, trước bắt lấy đã. Lão giả mặt đen đó cười lạnh phất tay, các cường giả phi thân đến, hoàn toàn khống chế thuyền Lam Lôi Hải Thiên. Có điều, lão giả mặt đen thấy bên trong thuyền hư không hải, tu vi cao nhất chỉ là Triệu Phong, một vị nửa bước đan nguyên cảnh, liền có hơi bất ngờ. Cho nên, hắn chỉ sai người đem thuyền hư không hải khống chế, đồng thời nhốt toàn bộ đám người Triệu Phong ở trong một tiểu điện nhỏ chính giữa thuyền hư không hải. Chương 596, đội cảm tử, thuyền Lam Lôi Hải Thiên, Triệu Phong và đám người lâu lan chỉ thủy, bị nhốt bên trong một tòa tiểu điện Sắc mặt Lâu Lan chỉ thủy tái nhợt, đám thuyền viên cũng tràn ngập sợ hãi, chờ đợi bọn hắn là những điều sợ hãi chưa được công bố. Bất ngờ chính là, qua hơn nửa ngày, thế nhưng đám cường giả của tông phái Nhị Tinh cũng không hề tra hỏi đám người Triệu Phong. "Chúng ta không phải gian tế hay đối địch với tông phái các ngươi, nhanh thả chúng ta ra ngoài." Vài tên thuyền viên quát ầm lên, "Thành thực một chút cho ta, kẻ nào còn làm ồn nữa, đừng trách lão phu tiến các ngươi về Tây Thiên." Thanh âm lạnh lùng của lão giả mặt đen truyền đến. Tu vi của lão giả mặt đen này, cao tới đại đan nguyên hậu kỳ, so với đám người tôn chủ Mặc Sam, Hồ Tác Phương còn mạnh hơn mấy bậc. Bên trong tiểu điện, đám thuyền viên đều yên tĩnh lại, xem ra, tông phái nhị tinh này cũng không quá quan tâm đến thân phận của chúng ta. Triệu Phong nhíu mày, chợt lâm vào trầm tư, không quan tâm đến thân phận của bọn hắn, cũng không giết bọn hắn, vậy thì có ý đồ gì? Có một khả năng, thanh âm của Khô Lâu Đường chủ, thông qua mối liên hệ của Minh Tâm trùng, truyền đến khả năng gì triệu phong ý thức được tình cảnh dường như không ổn khô lâu đường chủ là người đã từng trải qua thời đại xích nguyệt ma giáo thanh hoa vực năm xưa chính là chiến trường giữa hai tông phái nhị tinh đúng lúc này vào hết đi cho ta bên ngoài lại truyền đến tiếng quát tháo của lão giả mặt đen linh thức của triệu phong quét qua chợt phát hiện một vài thân ảnh giống như tù binh bị đuổi vào trong thuyền hư không hải những tù binh này tu vi thấp nhất cũng là chân chủ cấp đại thành phần lớn là chân chủ cấp đỉnh phong còn có một vài nửa bước đan nguyên cảnh. Sau thời gian uống cạn nửa chung trà, lại có 50 đến 60 người tiếp tục tiến vào thuyền hư không hải, phân bố khắp các gian phòng trên thuyền. Lục hoàn cung này thật là khinh người quá đáng, đem những người không liên quan như chúng ta, bắt làm đội cảm tử. Hai, Lục hoàn cung và cửu tuyệt điện, đánh nhau đã mấy trăm năm, khiến cho cả quần đảo vực này chịu đủ tàn phá, những tên quỷ xui xẻo chúng ta cũng bị tai bay vạ gió. Trong thuyền, chợt truyền đến một vài thanh âm bi phẫn tuyệt vọng đội cảm tử, đám người triệu phong nghe vậy, trong lòng lập tức chấn động. Mọi người cuối cùng cũng minh bạch, tại sao cường giả của tông phái nhị tinh, căn bản đều không hỏi đến thân phận của bọn họ. Mất nửa ngày, thì ra là dùng bọn họ làm pháo hôi. Ô ô, ta không muốn trở thành pháo hôi. Trong thuyền hư không hải, chợt vang lên thanh âm khóc dòng, trong đó có không ít là thiên tri kiêu tử của những tông phái khác. Bầu không khí sợ hãi tử vong, lập tức bao trùm toàn bộ thuyền hư không hải. Trong phần đông đám tù binh pháo hôi, có ba tôn giả đan nguyên cảnh, hai nam một nữ, miễn cưỡng vẫn duy trì chấn định. Hai nam một nữ này, lần lượt là một thanh niên cô độc, một lão nhân cụt tay, và một mỹ nhân áo vàng. Trong đó, tu vi của thanh niên cô độc là cao nhất, đạt tới tiểu đan nguyên hậu kỳ. Lão nhân cụt tay và mỹ nhân áo vàng, đều là tiểu đan nguyên trung kỳ. Lý Vân Nhai, người năm đó không phải là thiên tài ngàn năm khó gặp của lục hoàn cung, về sau nghe nói làm trái tông quy bị phạt diện bích suy nghĩ ư tại sao vẻ mặt mỹ nhân áo vàng tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía thanh niên cô độc thanh niên cô độc kia chúng là lý vân nhai trong lời nói của mỹ nhân áo vàng đều là người sắp chết đám tông môn kia còn lục đục với nhau cần gì phải nhắc lại vẻ mặt lý vân nhai có chút lạc lõng với tài của lý huynh sao có thể nhẹ nhàng từ bỏ như vậy cho dù là đội cảm tử pháo hôi thì cũng có một phần ngàn tỷ lệ sống sót trong mắt lão nhân cụt tay chợt lóe tinh quang không sai mọi người chúng ta liên hợp lại cùng tìm sinh lộ mọi người trong thuyền hư không hải phần lớn đều là tu binh nghiễm nhiên xem ba vị tôn giả đan nguyên cảnh là người cầm đầu nhất là lý vân nhai dường như có chút huy danh khiến mọi người đều kính phục hư không hải vụt 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 lại có một vài thuyền hư không hải tiếp cận đội thuyền của lục hoàn cung những thuyền hư không hải kia cơ bản đều là áp giải phạm nhân trong mỗi thuyền ít nhiều đều có một vài tôn giả lấy thuyền lam lôi hải thiên làm trung tâm tổng cộng có đến hơn 10 thuyền tù binh trong đó thực lực của thuyền lam lôi hải thiên xem như tương đối mạnh a à, a à, vài tiếng kêu thảm thiết đến từ những thuyền hư không hải phụ cận trong đó có mấy tên tù binh vừa mới chạy thoát được vài dặm đã bị cường giả của lục hoàn cung dùng thần binh loại cung tiễn bắn chết hư trong thuyền hư không hải bất kể là kẻ nào chạy trốn đều giết sạch cả thuyền một âm thanh phảng phất từ cửu u truyền đến, vang trọng trong linh hồn mọi người. Thoáng chốc, đám tù binh trên thuyền, đềm chìm vào tĩnh mịch, phần đông cường giả, đều cảm thấy áp lực, nguyên khí thiên địa xung quanh, phảng phất đều bị giam cầm. Luồng khí tức này, tâm hồn triệu phong, chợt cảm thấy một trận áp lực, ý niệm cũng khó mà nhúc nhích nổi. Nửa bước hư thần cảnh đốc chiến, chư vị không cần ôm bất kỳ tâm tư may mắn nào. Lý Vân Nhai than nhẹ một tiếng, nửa bước vương giả, phần đông tù binh ở đây, đều không khỏi hít một hơi khí lạnh trong lòng triệu phong thoáng cái trở nên nghiêm túc hắn đoán chừng vị nửa bước vương giả kia chỉ cần một ý niệm liền có thể chôn vùi ý thức linh hồn của tôn giả bình thường sau đó từng cái thuyền tù binh đều an bài nhân thủ phụ trách điều khiển thuyền hư không hải thuyền hư không hải bên này đám người triệu phong đều là thuyền viên tất nhiên sẽ do bọn hắn điều khiển thuyền hư không hải triệu phong và đám thuyền viên như lâu lan chỉ thủy đều tiến vào trong phòng điều khiển ba vị tôn giả lý vân nhai cũng tiến vào phòng điều khiển thương nghị đối sách tính năng của thuyền hư không hải này tại phương diện phòng ngự hoàn toàn không tầm thường cũng không biết có thể phát huy tốc độ như thế nào ánh mắt lý vân nhai lóe lên toàn lực phát huy thì tốc độ có lẽ nhanh hơn tôn giả bình thường một chút triệu phong có chút giấu giếm xuất phát tiến vào chiến trường đám người đại đan nguyên như lão giả mặt đen trôi nổi đằng sau và bên cạnh những chiến thuyền chở tù binh mà ở sau cùng chính là đội ngũ thuyền hư không hải chính thức của Lục Hoàn cung. Mà chiến thuyền của những tù binh như Triệu Phong, thân là đội cảm tử số 1, liền trở thành pháo hôi, xông lên giết địch. Thân là đội cảm tử, nếu như bọn hắn rút lui về phía sau, chỉ có một con đường chết. Nếu như liều giết tới, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Dựa theo quy tắc chiến trường của Lục Hoàn cung ta, đám tù binh các ngươi, chỉ cần có thể sống sót sau ba đợt hành động của đội cảm tử, lập tức có thể trở thành đội ngũ chính thức của bổn tông lão giả mặt đen cười nhạt một tiếng, ba lần, trong lòng đám tù binh, đều cảm thấy đắng chát, chiến trường của đội cảm tử, chính là pháo hôi, tỷ lệ sống sót chỉ có một phần ngàn. Đương nhiên, cho dù tỷ lệ sống sót có là một phần ngàn, thì trung quy là vẫn còn một tia hy vọng, so với kết cục lùi về sau chắc chắn phải chết, tỷ lệ vẫn lớn hơn nhiều. Vụt vụt vụt, hơn 10 chiến thuyền tù binh, khống chế trong phạm vi 10 dặm, bay về phía vực nội lục địa, rất nhanh, đám thuyền hư không hải vừa tiến vào không gian vực nội, lực cản không khí trở nên mạnh hơn, trọng lực bỗng tăng lên. Mục tiêu công kích của lục hoàn cung chính là sơn môn của một tông phái nhất tinh nào đó, phụ cận có một vài sông ngòi hồ nước. Ha ha ha, đám pháo hồi của lục hoàn cung đánh tới rồi, mọi người hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Phụ cận sơn môn chính là nhân mã của tông phái nhị tinh cửu tuyệt điện, cường giả như mây. Giết, các ngươi không có đường lui đâu. Đám người đại đan nguyên như lão giả mặt đen, đứng ở đằng sau những thuyền hư không hải đốc chiến. Phụt phụt phụt, cường giả của lục hoàn cung, phá không bay ra, dàn thành nửa vòng tròn, đứng phía sau những chiến thuyền cảm tử. Chỉ chờ đội cảm tử gắng ngượng qua một đợt công kích, giết đến Sơn Môn, bọn hắn mới có thể trở thành chủ lực, tham dự chiến đấu. Giết, hơn 10 chiến thuyền tù binh, bất đắc dĩ phải làm thiêu thân lao đầu vào lửa, bay thẳng về phía cửu tuyệt điện. Phía trận doanh của cửu tuyệt điện, có 7-8 vị đại đan nguyên, cường giả tiểu đan nguyên cũng có hơn 10 người. Ngoài ra, những người tu vi nửa bước đan nguyên cảnh, chân chủ cấp, chân huyền cấp, chân nhân cấp, cộng lại cũng quá ngàn. Đối mặt với sát khí chiến trường che trời lấp đất, một vài nhóm tù binh đều cảm thấy không rét mà run, thân thể sụi lơ. Phanh, phanh phanh phanh, hào quang hoa mỹ bay đầy trời, từ phía phụ cận sơn môn bay đến, bao phủ đám thuyền chở tù binh. Chỉ vẹn vẹn đợt công kích thứ nhất, quá nửa thuyền hư không hải đã vỡ thành mảnh nhỏ, thậm chí sinh ra bạo tạc giết một vài tù binh ra sức giết ra khỏi thuyền hư không hải ầm um, ầm um, thuyền hư không hải bạo tạc sinh ra uy lực thậm chí đủ uy hiếp sinh mạng của tôn giả bình thường ô ô ô n g đám người triệu phong ở trong thuyền lam lôi hải thiên sau đợt công kích biển người thứ nhất trận pháp mở ra không ngờ vẫn bình yên vô sự ô lực phòng ngự của thuyền hư không hải này không ngờ còn mạnh hơn cả tưởng tượng ba vị tôn giả lý vân nhai không khỏi cảm thấy ngoài dự liệu trong hơn 10 cái thuyền hư không hải, cũng không thiếu những chiếc có phẩm cấp tốt, mà chất lượng của thuyền lam lôi hải thiên cũng là số một số 2. Vụt vụt vụt, sau khi gắng ngượng qua đợt trùng kích đầu tiên, chỉ có một nửa số thuyền hư không hải là giết đến trước sơn môn. Nhưng đồng thời, bên phía cửu tuyệt điện, lại một lượng lớn cường giả cũng giết ra từ trong sơn môn. a à, 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 tiếng kêu gào thảm thiết, không ngừng vang lên. Đây hoàn toàn là một chàng giết chóc, bên phái cửu tuyệt điện, bất luận là đẳng cấp hay số lượng cường giả, đều dư sức miểu sát những đội cảm tử này. Phanh phanh phanh, liên tục có thuyền hư không hải bạo tạc, đám tù binh bên trong cũng ra sức chống đỡ cường giả của cửu tuyệt điện. a à, à, cũng có một số tù binh pháo hôi chạy trốn, đều bị đám cường giả đốc chiến của lục hoàn cung giết sạch. Một bầu không khí khắc nghiệt, tràn ngập khắp chiến trường. Mọi người, không thể ngồi chờ chết được nữa, thuyền hư không hải có kiên cố đến đây, thì cũng sẽ bị công phá. Lý Vân Nhai tổ chức đám tù binh, đón đánh cường giả thuộc trận doanh của cửu tuyệt điện phanh phanh phanh, phần đông công kích đều rơi lên thuyền lam lôi hải thiên, toàn bộ con thuyền đều rung lắc mãnh liệt. Thuyền trưởng, trận pháp phòng ngự sắp bị công phá rồi. Lâu lan chỉ thủy thấp giọng hô lên, gặp phải tình huống này, đám tù binh cũng rất sợ thuyền hư không hải sẽ bạo tạc, đều nhao nhao bay ra ngoài, kết quả là có không ít lập tức bị đánh chết. Khóe miệng triệu phong khẽ nhếch lên một tia châm biếm, với lực phòng ngự của thân thuyền này, ít nhất vẫn còn có thể kiên trì được thời gian 10 nhịp hô hấp. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cho phép thuyền của mình bị hư tổn. Bày trận, Triệu Phong đứng trên thuyền hư không hải, triệu hồi ra ba bốn chục bộ quỷ thi chớ chú, tạo thành xương ngủ u ám dày đặc, áp súc trong phương viên trăm trượng. Chính vì vậy, những công kích đến từ ngoại giới đều bị quỷ thi chớ chú đại trận khiến cho suy yếu hơn phân nửa, uy hiếp đối với thuyền hư không hải cũng giảm thấp. Quỷ thi đại trận thật kỳ lạ, ánh mắt của ba người Lý Vân Nhai lập tức sáng lên, vội vàng tập trung với Triệu Phong. Cho dù chỉ có ba bốn chục bộ quỷ thi chớ chú thì uy lực cũng không phải chuyện đùa, thậm chí còn có thể uy hiếp cả tôn giả. Dù sao thì những quỷ thi chớ chú của Triệu Phong cũng đều có thực lực mạnh mẽ, hấp thu không ít tinh phách khí huyết của tôn giả đan nguyên cảnh, thậm chí cả một đầu hư không hải kinh nữa. a à, à, hai vị tôn giả và mấy vị nửa bước đan nguyên cảnh của cửu tuyệt điện, vô ý xâm nhập quỷ thi chớ chú đại trận, thực lực lập tức bị suy giảm mấy thành, sau đó chết thảm dưới công kích của ba đại tôn giả Lý Vân Nhai khạc 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 lại thu hoạch được hai vị tôn giả chiến trường ở đây quả là một nơi tốt để thu hoạch tinh phách khí huyết thanh âm của khô lâu đường chủ truyền đến vì ẩn giấu thực lực tránh bị địch quân phát hiện triệu phong chỉ triệu ra một bộ phận quỷ thi chớ chú cũng không gọi khô lâu đường chủ ra ngoài nhưng ba người lý vân nhai rõ ràng cảm nhận được tinh huyết tàn phách của tôn giả sau khi tử vong đều bị quỷ thi chớ chú đại trận hấp thu phát ra oán lực càng đáng sợ hơn phanh 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 trên sân lúc này là giao phong chính thức của hai đại tông phái nhị tinh. Trong đám thuyền tù binh, chỉ có thuyền Lam Lôi Hải Thiên của Triệu Phong là hoàn toàn không tổn hao. Nhưng số tù binh sống sót vẫn không đến nửa thành. Chương 597, Tạc Miêu lại ra tay. Trên chiến trường, thế lực của hai đại tông phái nhị tinh giao phong đánh đến kinh thiên động địa. Trong phần đồng thuyền tù binh, thuyền Lam Lôi Hải Thiên của Triệu Phong thuộc loại xuất chúng siêu quần, cho nên liên tục nhận được công kích lúc hai tên tôn giả của cửu thuyền điện bị chết trong quỷ thi chớ chú đại trận, sự tồn tại của thuyền lam lôi hải thiên lập tức gây nên sự chú ý đối với người của hai đại tông phái. Ồ, không ngờ lại nhìn lâm, ánh mắt của vị lão giả mặt đen thuộc lục hoàn cung, chợt sáng ngời. Thiếu niên thuyền trưởng của con thuyền kia, không ngờ trong chiến tranh lại biểu hiện ra năng lực chắc tuyệt, liên thủ với ba vị tôn giả khác. Thuyền hư không hải kia, không chỉ may mắn sống sót dưới đợt công kích đầu tiên, thậm chí còn chảm địch lập công. Đương nhiên, Trình vì như vậy, cho nên thuyền lam lôi hải thiên cũng hấp thu càng nhiều hỏa lực của cửu tuyệt điện. Phanh phanh phanh, phanh đám sương mù bao phủ thuyền lam lôi hải thiên, nhanh chóng ảm đạm suy yếu, trong thuyền lắc lư kịch liệt. Đoàn thuyền viên trong thuyền hư không hải, điên đảo một hồi, ngay cả đứng cũng không vững. Còn may là thuyền hư không hải đã được cường hóa trên diện rộng. Lâu lan chỉ thủy kiểm tra thuyền, phát hiện không có hư hại rõ rệt nào. Chủ yếu là quỷ thi chớ chú đại trận của Triệu Phong gánh chịu bớt một phần áp lực, mặt khác, ba vị tôn giả là chịu nhiều hỏa lực nhất. Phụt phụt, Triệu Phong huy động trận kỳ, dẫn dắt xương mù u ám bốn phía, tập trung phòng ngự. Ngoài ra, hắn còn âm thầm đem số lượng quỷ thi chớ chú, tăng lên đến 50 bộ, không thể bị cuốn vào chính giữa chiến trường. Triệu Phong lập tức khắc chế ý niệm chảm địch trong đầu, lại để cho thuyền hư không hải giả vờ không địch lại, cố gắng thoát ly khỏi trung tâm chiến trường. Phanh phanh phanh, dù vậy, Thuyền hư không hải vẫn bị lọt vào vòng công kích của hơn 10 cường giả do bốn tôn giả cầm đầu. Triệu Thuyền trưởng, tính năng con thuyền hư không hải của ngươi, có hy vọng nhất định, hãy dẫn bọn ta giết ra khỏi chiến trường. Trong mắt ba vị tôn giả Lý Vân nhai, chợt lộ ra vài tia hy vọng. Tính năng cường đại của thuyền Lam Lôi Hải Thiên, cộng thêm sự yểm hộ của đại trận quỷ thi, ngoại trừ một vài đại đan nguyên gia, không ai có thể làm gì được bọn họ. Bây giờ còn chưa phải lúc, Triệu Phong lắc đầu, hắn cảm giác được cường giả đốc chiến của lục hoàn cung ở đằng sau đang chăm chú nhất cử nhất động của thuyền lam lôi hải thiên kể cả lão giả mặt đen tu vi đại đan nguyên hậu kỳ kia thậm chí ngay cả nửa bước vương giả đang ẩn trong bóng tối cũng dùng thần niệm cường đại của hắn thỉnh thoáng quét qua phía bên này đợi đến khi triệt để đánh nhau một lượng lớn cường giả của hai bên đầu nhập vào lúc đó mới là cơ hội tốt nhất triệu phong đã có tính toán trong lòng giai đoạn hiện tại hắn phải khống chế thật tốt thế cục không để cho thuyền hư không hải lâm vào trung tâm vòng xoáy của chiến trường. Tiếp đó, tại trên cơ sở ít xuất hiện, tận khả năng chém giết tôn giả đan nguyên cảnh, tăng cường uy lực cho bách thi chớ chú đại trận. Chủ nhân, bách thi chớ chú đại trận, cho tới nay đã thôn vệ linh phách tinh khí của 10 tôn giả rồi. Khô lâu đường chủ ở bên trong vạn quỷ châu, hưng phấn nói. Chỉ cần bách thi chớ chú đại trận có thể hấp thu được tàn phách khí huyết của 100 vị tôn giả, uy năng của nó chắc chắn sẽ tiến lên một cấp độ mới. Trên chiến trường, số lượng cường giả của của hai đại thế lực tông phái nhị tinh, đầu nhập vào càng ngày càng nhiều. a à, trong đám sương mù u ám, lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của một tôn giả, thân thể hắn thối giữa thành vũng máu, bị quỷ thi chớ chú đại trận hấp thu. Trên thực tế, đây chính là kết quả do Triệu Phong cố gắng ít lộ diệt, chỉ cần tôn giả của địch phương, không xông vào quỷ thi chớ chú đại trận, hắn sẽ không hạ sát thủ. Con thuyền kia có chút quỷ dị, mấy vị tôn giả cử tuyệt điện, vây quanh thuyền hư không hải, đều giữ khoảng cách, phát động công kích từ xa. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần không tiếp cận thuyền hư không hải, thì không cần phải sợ hãi nữa. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, tăng tốc tránh né và tiếp cận. Lâu lan chỉ thủy ở trong thuyền, nhận được mệnh lệnh, lập tức khống chế thuyền hư không hải, làm ra một loạt động tác. Tốc độ và tính cơ động mà thuyền hư không hải biểu hiện ra ngoài, khiến mọi người phải líu lưỡi một phen. Phanh phanh phanh, trong đó, một cường giả nửa bước đan nguyên cảnh và vài tên chân chủ cấp, trực tiếp bị thuyền hư không hải đâm trúng, huyết nhục mơ hồ, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Chật chật, bồn tòa cũng không nhịn được, muốn tàn sát rồi. Khô lâu đường chủ ở trong vạn quỷ châu, có chút không kiềm chế nổi. Triệu phong trợn mắt một cái, mỗi lần hắn mệnh lệnh thuyền hư không hải, hắn đều hành động cẩn thận, không để lâm vào vòng xoáy chiến trường, cũng không thể thoát ly chiến trường. Bởi vì cho đến bây giờ, hai bên cũng chỉ đầu nhập vào một phần binh lực cường giả, không hoàn toàn phóng tay phóng chân. Triệu Phong phải chờ hai bên đánh nhau kịch liệt, như vậy mới có thể cân nhắc đến chuyện đào thoát. Còn may, theo thời gian trôi qua, Lục Hoàn cung tương đối hài lòng đối với thế công bên này, cho nên cũng dần tăng thêm binh lực. Không thể không thừa nhận, thuyền hư không hải của Triệu Phong, ở trong đội cảm tử, phát huy được tác dụng nhất định, mở đầu trận đánh tiếp theo cho Lục Hoàn cung, mơ hồ thúc đẩy chiều hướng của chiến trường. Nếu như có thể giết thêm tôn giả, thậm chí kiềm chế chiến lực cấp tôn chủ, bên phía Lục Hoàn cung nhất định sẽ toàn diện tiến công. Trong lòng Triệu Phong khẽ động, tới gần trung tâm chiến trường, Triệu Phong huy động trận kỳ, hạ lệnh, thân là thuyền trưởng, đoàn thuyền viên đều chấp hành mệnh lệnh của hắn. "Triệu huynh, ngươi làm gì vậy? Thật vất vả mới thoát khỏi trung tâm chiến trường, ngươi không chạy trốn thì thôi, còn muốn tới gần trung tâm?" Hai tôn giả là lão nhân cổ tay và mỹ nhân áo vàng, đồng loạt biến sắc. Bọn hắn thật vất vả mới gắng ngượng qua đợt trùng kích pháo hôi, thoát ly trung tâm chiến trường, bây giờ không ngờ lại giết vào trở lại trung tâm chiến trường muốn sống thì hãy nghe lời của ta. Triệu Phong lạnh lùng nói. đưa nó đây. vẻ mặt mỹ nhân áo vàng trở nên âm lệ. đưa tay chộp về phía trận kỳ của Triệu Phong. Triệu Phong cười lạnh, cũng không sợ chút nào. vừa chuẩn bị xuất thủ thì trên vai chợt trầm xuống. meo meo, một cái bóng xám đột nhiên lóe lên trong hư không. khoảnh khắc tiếp theo, a à, mỹ nhân áo vàng hoa dung thân sắc, thân hình mềm mại cứng đờ. phốc một thanh dao găm u ám thần bí, toàn thân lấp lánh đặt trên cổ nàng nàng chỉ cần khẽ động trên cổ sẽ lưu lại một tia máu cảm giác lạnh lẽo chạy dọc xương cốt tâm hồn làm ơn tha mạng mỹ nhân áo vàng sợ hãi khóe mắt liếc nhìn chỉ thấy trên vai là một con mèo nhỏ lông xám dáng vẻ xảo trá tốc độ thật nhanh nó làm như thế nào vậy trong ba đại tôn giả thực lực mạnh nhất là lý vân nhai cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh hắn căn bản không theo kịp quỹ tích di chuyển của tiểu tạc miêu lúc tiểu tạc miêu ra tay công kích có cảm giác như độn phá hư không, lóe lên trong chớp mắt. Rất tốt, tiểu tạc miêu, lần sau, nếu kẻ nào có dị động, người không cần mệnh lệnh của ta, trực tiếp loại bỏ. Triệu Phong mỉm cười thỏa mãn, nửa năm qua, tiểu tạc miêu và hắn cùng nhau hấp thu khí thức của mộng cảnh thái cổ, lại sử dụng tâm tủy huyết gột rửa, năng lực biến hóa đến mức nào, ngay cả Triệu Phong cũng không rõ. Mèo mèo, thân hình tiểu tạc miêu nhoáng lên một cái, liền biến mất không thấy đâu nữa trong hư không chỉ lưu lại một đạo tàn quang màu xám, chỉ trong nháy mắt, nó đã trở về cổ thiết giới chỉ. Tới gần, Triệu Phong huy động trận kỳ, lệnh thuyền lam lôi hải thiên tiếp cận trung tâm vòng xoáy chiến trường. Quả nhiên, chính vì vậy cho nên thuyền lam lôi hải thiên càng hấp dẫn nhiều hỏa lực hơn. Nhưng lúc này, Triệu Phong cũng đã hoạt động cực hạn bên trong quỷ trận. Phong lôi chi dực, sau lưng Triệu Phong ngưng kết một đôi phong lôi quang dực màu tím nhạt, bốn phía nổi lên phong lôi cương phong kinh người cạch 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 phong lôi chi dực cấp tốc chấn động mang theo triệu phong tiếp cận một vị tôn giả đan nguyên cảnh ở gần sát quỷ trận tử diệt chi nhận trong lòng bàn tay của triệu phong ngưng kết một thanh quang nhận tím nhạt mỏng như cánh ve ngoài mặt nổi lên một tầng hoa văn tử diệt phong lôi khí tức hủy diệt ngưng luyện phun ra nuốt vào phốc phốc tên tôn giả đan nguyên cảnh kia miễn cưỡng vận chuyển chân nguyên hộ thể nhưng thân hình vẫn bị chém thành hai đoạn a à, thi thể máu chảy đầm đìa của hắn bị triệu phong huy động trận kỳ hút hết sạch tàn phách khí huyết vào quỷ thi chớ chú đại trận xử lý tiểu tử kia mấy vị tôn giả đan nguyên cảnh ở phụ cận lúc này mới kịp phản ứng thế nhưng phong lôi chi rực sau lưng triệu phong lại lần nữa chấn động biến mất ngay tại chỗ trở về trong quỷ thi chớ chú đại trận toàn bộ quá trình chém giết chỉ diễn ra trong thời gian một nhịp hô hấp phong lôi thiểm điện sát tiếp cận từ diệt chi nhận kết liếu công tác chuẩn bị xem như thành công triệu phong thong dong giết chết một vị tôn giả lại phản hồi quỷ thi chớ chú đại trận. Ba đại tôn giả Lý Vân Nhai, trợn mắt há hốc mồm, trong lòng run lên. Nhất là mỹ nhân áo vàng, không nhịn được mà run rẩy hoảng sợ một trận. Tiếp theo, thuyền lam lôi hải thiên dưới sự ra lệnh của Triệu Phong, đảo quanh trung tâm chiến trường, nhưng vẫn không thực sự bị cuốn vào. Triệu Phong giết địch trong quỷ thi chớ chú đại trận, một khi tôn giả của địch phương tiếp cận quỷ thi chớ chú đại trận, hắn sẽ không do dự mà hạ sát thủ. Sau đó, lại có liên tiếp hai vị tôn giả bị triệu phong giết chết vù vù quỷ thi chớ chú đại trận phát ra oán lực nguyền rủa càng lúc càng kinh người một vài tôn giả phụ cận đã không dám tới gần thuyền lam lôi hải thiên nữa để ta lên bên trận doanh của cử tuyệt điện một vị nam tử giáp đen tu vi đan nguyên cảnh tay cầm một thanh chiến kích lao thẳng đến triệu phong đại đan nguyên ba người lý vân nhai lập tức biến sắc bọn hắn cũng không cho rằng chỉ dựa vào nhóm người mình thì có thể chống lại đại đan nguyên chuẩn bị rút lui Triệu Phong hạ đạt mệnh lệnh, sau đó để trận pháp phòng ngự của thuyền Lam Lôi Hải Thiên mở ra đến cực hạn. Phụt phụt, đồng thời, hắn tiếp tục huy động hắc kỳ, khiến cho số lượng quỷ thi chớ chú tăng lên đến hơn 60 bộ. Cùng ra tay, Triệu Phong dẫn động một đoàn xương mù u ám cuồn cuộn, xuất hiện hình thái một đầu dao long bằng oán lực nguyên rủa, nghênh đón nam tử giáp đen. Cùng lúc đó, ba đại tôn giả Lý Vân Nhai đồng loạt phát động bí kỹ cường đại, chống đỡ nam tử giáp đen thập phương chiến diệt nam tử giáp đen tu vi đại đan nguyên chiến kích phá toái hư không hoành cảnh thiên địa kịch biến một đạo hàn ảnh chiến kích rực rỡ như cầu vồng lập tức quét ngang hư không công kích còn chưa tới nhưng uy thế che trời lấp đất đã phong bế cả một mảnh thiên địa mọi người trong thuyền hư không hải đều có cảm giác hít thở không thông rầm 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 thuyền lam lôi hải thiên mãnh liệt dung lắc sóc này bị đẩy lui hơn nửa dặm ọc ọc hai vị tôn giả là lão nhân cụt tay và mỹ nhân áo vàng đều đồng loạt thổ huyết thực lực của lý vân nhai cũng không đơn giản dưới sự yểm hộ của quỷ thi chớ chú đại trận thân hình chỉ rung lên một cái khí huyết sôi trào vù vù diễm vân sương mù do quỷ thi chớ chú đại trận hình thành lập tức tán loạn gần nửa nhưng khiến mọi người cảm thấy ngoài dự liệu chính là thuyền trưởng tu vi nửa bước đan nguyên cảnh là triệu phong lại không bị thương bên ngoài thân thể của hắn nổi lên một tầng gợn sóng u lam vẫn bình an vô sự trong quỷ thi chớ chú đại trận. Băng hoàng thương, Triệu Phong đột nhiên đem trận kỳ ném qua một bên, đột nhiên thúc dục huyết mạch băng thủy, thương ảnh băng liên như thủy tinh u lam, phát ra ánh sáng rực rỡ, mang theo một luồng hàn ý khủng bố của thượng cổ băng hoàng, phản ngược lại nam tử giáp đen. Lúc này, hai người kia vẫn còn đang hiếu kỳ tại sao Triệu Phong lại ném trận kỳ đi. Meo meo, tiểu tặc miêu lại lần nữa hiện thân, bắt lấy trận kỳ, thao túng quỷ thi chớ chú đại trận. Ục miêu chảo vung lên, oán lực nguyên rùa diễm khí đằng đằng cực kỳ sinh động từ khắp bốn phía bao vây lấy nam tử giáp đen đám người lý vân nhai đều không khỏi kinh ngạc không ngờ con mèo này khô lâu đường chủ ở trong vạn quỷ châu cũng mở rộng tầm mắt trận kỳ giao cho tiểu tạc miêu điều khiển bởi vậy triệu phong và ba tôn giả là đám người lý vân nhai liên thủ ít nhất cũng tương đương chiến lược của bốn vị tôn giả huống chi sinh mạng thể chất của triệu phong đã tiếp cận đại đan nguyên đỉnh phong lực lượng huyết mạch của hắn cũng vô cùng hùng hậu cường đại, uy lực của băng hoàng thương bộc phát, đủ để quét ngang cấp độ tiểu đan nguyên, mơ hồ có thể uy hiếp cả đại đan nguyên. chương 598, chiến trường thôn phệ, phụ cận trung tâm chiến trường, trên thuyền lam lôi hải thiên, bốn tên tù binh liên thủ, lực kháng tôn chủ giáp đen. Băng hoàng thương, trận kỳ giao cho tiểu tập miêu, triệu phong rảnh tay, thúc giục lực lượng huyết mạch, múa bản thể băng hoàng thương, một chuỗi thương ảnh băng liên giống như thủy tinh u lam, hào quang rực rỡ trói lọi, phát ra một luồng hàn uy cấm kỵ, không ngừng nổ vang, đóng băng cả một khu vực. Cùng lúc đó, phong lôi chi rực sau lưng của Triệu Phong, cũng ngừng kết từng tia tử diệt phong lôi, kèm theo một luồng hàn lực của thượng cổ băng hoàng, hóa thành cơn lốc xoáy hủy diệt, không ngừng ập tới chỗ tôn chủ giáp đen. Ngoại trừ huyết mạch đồng tử ra, chiến lực của Triệu Phong, nếu bộc phát toàn diện, liền trở thành chủ lực đối kháng với đại đan nguyên cảnh. Ba người Lý Vân Nhai giật mình rung động, toàn lực ra tay hiệp trợ, cùng chống chọi lại tôn chủ giáp đen là thần binh thượng cổ truyền thừa hiếm thấy, ánh mắt của Tôn chủ giáp đen ngưng tụ, với tu vi đại đan nguyên cảnh trung kỳ của hắn, vậy mà trong thời gian ngắn lại không xử lý được một tên pháo hôi trong đội cảm tử. Điều này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa. Thập phương chiến thiên, Tôn chủ giáp đen lại lần nữa vung lên chiến kích, thế công tăng mạnh, quang ảnh chiến kích lạnh lẽo, bá đạo dữ tợn, ập về phía thuyền Lam Lôi Hải Thiên. Phanh phanh phanh, thuyền Lam Lôi Hải Thiên rung động lắc lư một hồi, đám sương mù u ám xung quanh cũng bong ra từng mảng, tán loạn hết sức. thế công của bốn người triệu phong cũng lập tức sụp đổ tan rã, không ngừng bị áp chế. meo meo, tiểu tặc miêu huy động trận kỳ, dẫn động một luồng lực lượng quỷ thi chớ chú đại trận, một phần dùng để phòng ngự đánh trả, còn một phần dùng để tu bổ những lỗ hổng vừa xuất hiện. cho đến nay, nội tình của quỷ thi chớ chú đại trận vẫn rất thâm hậu, thực lực của bách thi nguyên rủa cũng rất cao, hấp thu được không ít tàn phách tinh khí của tôn giả, không ngừng cung cấp năng lượng cho trận pháp trận pháp này thật khó chơi. Tôn chủ giáp đen nhíu mày, hắn toàn lực phát động thần binh địa cấp, mặc dù chiếm ưu thế, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không làm gì được huyền lam lôi hải thiên. Số lượng quỷ thi chớ chú, chỉ mới sử dụng được 2 phần 3. Triệu phong âm thầm gật đầu, phong lôi chi rực sau lưng chấn động, mượn sự yểm trợ của quỷ thi chớ chú đại trận, phát động phản công liên tục. Gần nửa năm nay, tiến bộ của hắn quả thực không nhỏ, dưới tình huống không sử dụng huyết mạch đồng tử, chiến lực đã tiếp cận đại đan nguyên cảnh có thể làm được đến bước này, trong mắt cường giả của hai đại tông phái nhị tinh, đã là kinh thế hải tục rồi. Chậc chậc, tùy tiện bắt một người qua đường, không ngờ lại có thể phát huy tác dụng lớn như vậy. Lão giả mặt đen của Lục Hoàn cung ở đằng sau đốc chiến, cũng cảm thấy ngoài dự liệu. Thuyền Lam lôi Hải Thiên thân là pháo hôi đi chịu chết, có mục đích là ở trung tâm chiến trường, kiềm chế địch quân đại đan nguyên cảnh, điều này có ảnh hưởng không nhỏ đến thế cục chiến đấu. Toàn diện tiến công, phái sau trận doanh của Lục Hoàn cung thanh âm của nửa bước phương giả vang lên, dung chuyển linh hồn. ưu thế của đối phương, dần mở rộng, bên phía lục hoàn cung, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Giết, trận doanh của hai đại tông phái nhị tinh, có rất nhiều cường giả đầu nhập vào, binh lực càng ngày càng nhiều. Trong lòng triệu phong mừng thầm, đây chính là kết quả mà hắn muốn. Thế cục hỗn loạn, khiến hắn có thể tiến thối tự nhiên. Chẳng qua, vị lão giả mặt đen của lục hoàn cung, vẫn cẩn thận bảo trì một đoạn khoảng cách với thuyền lam lôi hải thiên. Tiểu bối, nếu trận chiến này có thể thủ thắng, lục hoàn cung chúng ta có thể miễn thân phận tù binh cho ngươi, thậm chí cho phép ngươi trở thành một thành viên trong số chúng ta. Lão giả mặt đen dùng linh thức truyền âm, ném một cành ô lưu cho Triệu Phong. Một lời đã định, Triệu Phong bày ra dáng vẻ kinh hỉ, càng ra sức đánh trả tôn chủ giáp đen. Khóe miệng lão giả mặt đen nhếch lên một tia lạnh ý, cười thầm nói. Quỷ thi chớ chú đại trận và thần binh truyền thừa của tiểu tử này đều là thứ không tầm thường chờ sau khi chiến tranh chấm dứt hắn sẽ trở thành cừu non chờ làm thịt thôi đương nhiên trước mắt là thời khắc mấu chốt trên chiến trường triệu phong vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn theo thời gian trôi qua chiến đấu giữa song phương càng trở nên gay cấn địch ta lộn xộn triệu phong vẫn vô cùng tỉnh táo giữ lại một phần thực lực cũng chỉ xuất ra hai phần ba quỷ thi chứa chú cũng không gọi khô lâu đường chủ xuất chiến hắn tất nhiên sẽ không tin lời hứa của lão giả mặt đen thời cơ không sai biệt lắm triệu phong lại để cho thuyền lam lôi hải thiên đi vòng quanh khu vực hạch tâm hỗn loạn nhất trên chiến trường tôn chủ giáp đen ở phía bên kia dốc cạn sức lực cũng không làm gì được ngược lại thuyền lam lôi hải thiên chạy đi khắp nơi lại càng khiến cho thế cục trở nên hỗn loạn a à, a à, quỷ thi chớ chú đại trận bao phủ xung quanh thuyền lam lôi hải thiên thỉnh thoảng nuốt chừng một vài cường giả chân chủ cấp nửa bước đan nguyên cảnh dưới đan nguyên cảnh chỉ cần hơi nhiễm một chút oán lực nguyên rủa cũng sẽ hóa thành một vũng máu càng về sau triệu phong thậm chí cũng không để ý địch ta song phương nữa chỉ cần thời cơ tốt cho dù cường giả của lục hoàn cung ở gần đó cũng sẽ bị quỷ thi chớ chú đại trận nuốt chừng. bởi vì chiến đấu giữa thuyền hư không hải và đại đan nguyên cảnh có thanh thế rất lớn cho nên hoàn toàn có thể tạo thành biểu hiện giả dối như dư âm mộ thương người mình vị lão giả mặt đen của lục hoàn cung ở đằng sau đốc chiến cũng đầu nhập vào chiến đấu hoàn toàn không bận tâm đến triệu phong ở bên này khạc khạc tàn sát hai ba tôn giả nữa số tôn giả bị quỷ thi chớ chú đại trận nuốt chừng, sẽ đạt tới 20. Khô lâu đường chủ ở bên trong vạn quỷ châu, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không thôi. Từ khi hình thành quỷ thi chớ chú đại trận cho đến nay, tàn phách tinh khí hấp thu được từ tôn giả, đã có mười mấy người rồi. Nhất là trên chiến trường này, số lượng tôn giả có thể nuốt chừng được là tối đa. Tại chiến trường nhị tinh, có đôi khi, không nhất định phải ra tay chém giết, chỉ cần thông qua quỷ thi chớ chú đại trận, liền có thể nuốt trường tàn phách huyết khí của thi thể tôn giả vừa mới vẫn lạc, hiệu quả cũng không kém bao nhiêu. Quả là cơ hội tốt, Triệu Phong không khỏi có chút chờ mong, đem số lượng bách thi chứa chú, tăng lên đến hơn 70, dần dần mở rộng phạm vi của đám sương mù u ám. Trận giao phong vẫn tiếp tục, vị tôn chủ giáp đen cảm thấy áp lực đột một tăng mạnh, thế cục không thể nào khống chế được nữa. Mới đầu, hắn còn có thể áp chế thuyền hư không hải, đánh cho phe địch liên tiếp bại lui. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí còn bị thuyền hư không hải của đối phương, nắm mũi dắt đi. Không đúng, tôn chủ giáp đen không phải kẻ ngu, trong quá trình truy kích, không khó phát hiện ra, lúc Triệu Phong nuốt chừng một vài tôn giả, nửa bước tôn giả, uy lực của trận pháp cũng tăng mạnh. Lẽ nào hắn lợi dụng chiến trường nhị tinh này, để đề thăng uy lực cho quỷ thi trận? Tôn chủ giáp đen vừa sợ vừa giận, nhưng tiếc rằng, bên phía cửu tuyệt điện, lại bị lục hoàn cung hoàn toàn áp chế. Bên phía lục hoàn cung, vị nửa bước vương giả đã ra tay, tồn tại đỉnh cao này vừa ra mặt, lập tức lực áp hai vị đại đan nguyên cảnh đỉnh phong mạnh nhất của cửu tuyệt điện. Bằng không, đám người của cửu tuyệt điện, thân là phe phòng thủ, có được đại trận phòng ngự yểm hộ, thế cục sớm đã không ổn rồi. Triệu thuyền trưởng, thừa dịp hai bên còn chưa phân ra thắng bại, thời khắc hỗn loạn này, chính là thời gian thích hợp để chúng ta chạy khỏi chiến trường này. Lý Vân Nhai cẩn thận đề nghị, chiến đấu cho đến tận lúc này, đám người đan nguyên cảnh như Lý Vân Nhai, đều đã bị thương, nguyên khí tán loạn bọn hắn cũng không có thể chất sinh mệnh và huyết mạch đồng tử phòng ngự trị liệu như của triệu phong nên không thể bình yên vô sự như hắn được không tệ lắm triệu phong khẽ gật đầu mặc dù vẫn có chút không cam lòng chiến trường nhị tinh này chính là cơ hội tốt để hắn nuốt trừng tôn giả tăng cường uy lực cho quỷ thi chớ chú đại trận thế nhưng hắn cũng minh bạch thế cục lúc này một khi chiến đấu giữa song phương chấm dứt đám người đó sẽ rảnh tay bản thân mình khó có thể ngăn cản nổi rẽ trái rút ra khỏi vòng vây hư tiểu bối kia tu vi không đến đan nguyên cảnh, chân nguyên và huyết mạch há có thể kéo dài. Trong lòng Tôn chủ giáp đen giật mình tỉnh ngộ, lập tức chiến lược bộc phát. Phanh phanh phanh, quỷ vụ u ám vây quanh thuyền Lam Lôi Hải Thiên, thỉnh thoảng vỡ tan. Đám người Triệu Phong, một mặt chống cự, một chạm trốn lui. Không lâu sau, chạy đi đâu? Thuyền Lam Lôi Hải Thiên đã chạy tới biên giới chiến trường, Tôn chủ giáp đen cười dài một tiếng, đuổi sát không buông nghĩ đến việc có thể thu được một chiếc thuyền hư không hải tốt và trận pháp quỷ thi cường đại trong lòng hắn không khỏi có chút hưng phấn gia tốc triệu phong thầm cười lạnh ra lệnh thuyền lam lôi hải thiên phát huy tốc độ chính thức vụt thuyền hư không hải ở trong hư không xẹt qua một đạo quang văn thủy lôi nhanh chóng thoát ly chiến trường tốc độ phi hành nhanh như vậy khiến cho một số cường giả của song phương đều giật mình không thôi chết đi thân là đại đan nguyên cảnh tốc độ phi hành của tôn chủ giáp đen hiển nhiên vẫn nhanh hơn một bậc dù sao thì tốc độ nhanh nhất của thuyền lam lôi hải thiên cũng chỉ tiếp cận đại đan nguyên cảnh nhưng dù vậy thì cũng đã rất cao minh rồi vị tôn chủ đại đan nguyên cảnh này truy đuổi gắt gao không bỏ e rằng chúng ta cũng rất khó thoát đám tôn giả ba người lý vân nhai đều không khỏi kêu khổ cứ tiếp tục kéo dài như vậy e rằng bọn hắn khó mà thoát khỏi sự đuổi giết của đại đan nguyên cảnh nhiều lắm chỉ kéo dài được chút hơi tàn triệu thuyền trưởng không bằng chúng ta chia nhau ra chạy trốn tỷ lệ sống sót cũng lớn hơn một chút vị lão nhân cụt tay trong đó đề nghị lão nhân cụt tay và mỹ nhân áo vàng đều nhìn ra mục tiêu của tôn chủ giáp đen là triệu phong và thuyền lam lôi hải thiên cứ tùy tiện triệu phong mặt không biểu tình trước mắt đã chạy ra khỏi phạm vi trung tâm của chiến trường hắn cũng không quan tâm đến hai tôn giả trọng thương này nữa ngược lại ánh mắt lý vân nhai trợt lóe lại không lập tức quyết định vụt vụt lão nhân cụt tay và mỹ nhân áo vàng chia nhau phóng ra khỏi thuyền hư không hải quả nhiên tôn chủ giáp đen vẫn lựa chọn truy đuổi thuyền hư không hải không hề để ý đến lão nhân cụt tay và mỹ nhân áo vàng phù lão nhân cụt tay và mỹ nhân áo vàng thở phào một hơi cuối cùng cũng thoát được bóng ma tử vong rồi thế nhưng hai người còn chưa kịp bình ổn nỗi lòng thì từ phía sau chợt truyền đến một luồng uy thế thiên địa khổng lồ vô biên hoàn cảnh tự nhiên xung quanh đột nhiên sụp đổ bầu trời nhiễm thành một tầng vân quang đỏ rực cái gì hai người quá sợ hãi chỉ thấy lão giả mặt đen đang đốc chiến phá không đuổi theo. Lão giả mặt đen kia, không ngờ lại là Đại Đan Nguyên cảnh hậu kỳ, so với Tôn chủ giáp đen còn cường đại hơn không chỉ một bậc. Xích Vân Thủ, lão giả mặt đen cách không vỗ ra một trường, bên trong vân quang đỏ thấm đầy trời, chợt tràn ra một quang thủ xích vân cực lớn, ánh lửa ngập trời, phủ lên cả một khu vực. A, à, mỹ nhân áo vàng hét lên một tiếng, quang thủ xích vân kia phảng phất mang theo uy năng hỏa vân tự nhiên trong thiên địa, hoàn toàn che kín khu vực của nàng. Phanh Thân thể mềm mại của mỹ nhân áo vàng lập tức bị quang thủ xích phân kia nghiền thành mảnh vụn. "Làm ơn, tha mạng." Lão nhân cụt tay còn lại bị hào quang hỏa vân đỏ thấm áp bách, thân hình như hãm vào vũng lầy, mọi cử động đều trở nên hết sức gian nan. Thực lực của lão giả mặt đen so với Tôn chủ Đại Đan Nguyên cảnh còn lợi hại hơn nhiều. Nếu như lúc trước hắn đuổi giết, e rằng mọi người cũng không sống được đến bây giờ. "Phàm người nào đào binh, đều giết không tha." Thanh âm lão giả mặt đen đạm mạc vô tình quang thủ xích vân ép xuống, lão nhân cụt tay lập tức bị nghiền thành cho bụi. Hai vị tôn giả ở trước mặt hắn, quả thật yếu ớt không khác gì hài nhi. Ồ, ở bên đó, lão giả mặt đen triển khai linh thức quét qua, căn cự vào khí thức khu vực phụ cận lưu lại, liền xác định phương hướng của thuyền lam lôi hải thiên và một vị đại đan nguyên cảnh khác. Trên chiến trường lúc này, lực lượng đỉnh cao của lục hoàn cung đã chiếm cứ ưu thế không nhỏ, hắn thân là thống lĩnh đốc chiến, lúc này mới có thể phân ra thời gian, đuổi bắt đám đảo binh nếu như có thể đồng thời giết chết tôn chủ của địch quân vậy thì vẹn toàn đôi đường rồi trong vụ hải hư không gần chiến trường nhị tinh một cái bóng mờ cao lớn tĩnh mịch lạnh lẽo giống như u linh tử vong từ xa bay đến tốc độ thoạt nhìn thì chậm chạp nhưng lại nhanh hơn đại đan nguyên cảnh bình thường gấp mấy lần thoáng chốc cả một mảnh hư không hải liền lâm vào tĩnh mịch chiến trường nhị tinh hư cho rằng trốn trong chiến trường này thì có thể tránh được sự đuổi giết của ý chí tử vong sao chương 599, viện binh của ta, lục địa vực nội, vụt, tốc độ của thuyền lam lôi hải thiên triển khai toàn diệt, xuyên qua chiến trường hỗn loạn, thảm khốc, bay lên không trung. Tôn chủ giáp đen ở đằng sau, nhe răng cười gian ác, vẻ mặt quyết liệt. Trên thuyền hư không hải, chỉ còn lại hai người Triệu Phong và Lý Vân Nhai, đều lâm vào phòng ngự bị động. Tại sao ngươi không trốn? Sắc mặt Triệu Phong vẫn bình ổn, dưới sự đuổi giết của đại đan nguyên cảnh, hắn vẫn không hề có bất kỳ sự bối rối nào. Trốn, ta không thể trốn, cũng không muốn trốn." Lý Vân Nhai lắc đầu. "Ồ, Triệu Phong không khỏi hiếu kỳ, giác quan tinh thần của hắn mạnh hơn Lý Vân Nhai rất nhiều, cho nên mới phát hiện hai tên tôn giả kia đã vẫn lạc. Nếu không có Triệu thuyền trưởng, ta đã trở thành pháo hôi trên chiến trường. Huống chi, có vị giám quân tử vong của Lục Hoàn cung ở đó, chưa từng có kẻ pháo hôi tù binh nào có thể trốn thoát trước mắt hắn." Lý Vân Nhai chua xót nói. "Giám quân tử vong, trong đầu Triệu Phong không khỏi xuất hiện gương mặt đạm mạc vô tình của lão giả mặt đen. Thì ra là thế, trong lòng Triệu Phong chợt sáng tỏ, lão giả mặt đen kia chính là giám quân Tử vong, sẽ không bỏ qua cho bất kỳ tên tù binh nào đào thoát. Tiểu bối, dưới sự đuổi giết của ta, còn dám phân tâm. Tôn chủ giáp đen ở đằng sau, quát lớn một tiếng, huy động chiến kích, hàn ảnh chiến kích lạnh lẽo che trời lấp đất, một mảnh thiên địa hoàn toàn biến đổi, phảng phất bị trăm vạn sát cơ kim thiết bao phủ. Phanh 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 đám xương mù của quỷ thi chớ chú đại trận bị đánh cho tán loạn chia năm sẻ bảy bên ngoài thuyền lam lôi hải thiên cũng lưu lại một đạo dấu vết ọc thân hình lý vân nhai lảo đảo phun ra một búng máu sắc mặt tái nhợt khí huyết của triệu phong sôi trào tầng gợn sóng u lam bên ngoài thân thể lưu truyền vẫn bình yên vô sự cho dù không xuất hiện dám quân tử vong chúng ta cũng khó tránh được một kiếp lý vân nhai cay đắng nói trong mắt lộ ra sự bất đắc dĩ sâu sắc nhớ lại năm đó hắn cũng là thiên tài ngàn năm khó gặp của lục hoàn cung, 30 tuổi đã đột phá tôn giả, bây giờ chỉ mới hơn 50, đã tấn chức tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Nguy cơ tử vong, Triệu Phong đứng trên thuyền hư không hải, trong lòng đột nhiên giật thót, nhìn về phương hướng ngoại vực xa xa. Phanh phanh phanh, cảm giác nguy cơ mơ hồ, bỗng nhiên mãnh liệt gấp 10 lần, hơn nữa, còn không ngừng dâng lên. Tử vong truy sát, đúng là đã đến rồi, trong lòng Triệu Phong thầm thở dài phần lớn lực chú ý đều đặt ở ngoại vực ha ha ha, tiểu bối, người cũng biết kết cục tử vong, vậy thì trước đó không nên đùa giỡn với bổn tọa. Tôn chủ giáp đen cất tiếng cười lớn, uy thế ý cảnh to lớn của đại đan nguyên cảnh, hoàn toàn bao trùm khắp toàn bộ thuyền lam lôi hải thiên. Vẻ mặt Lý Vân Nhai trở nên tuyệt vọng, triệt để từ bỏ hy vọng. Chẳng qua, hắn lại phát hiện, thân sắc của thiếu niên bên cạnh hết sức dị thường, dường như còn chấn định hơn mình rất nhiều. Mà ngay cả đoàn thuyền viên trong thuyền, cũng không hề lộ vẻ kinh hoàng tột đỉnh tóc và mắt của ngươi, ánh mắt Lý Vân Nhai chợt ngưng tụ, phát hiện đột biến dị thường trên người Triệu Phong. Phù, cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc lam trên đầu Triệu Phong phiêu động, tĩnh mịch như biển, mắt trái giống như một biển hồ sâu không thấy đáy. Giờ khắc này, mắt trái của Triệu Phong đã mở ra quan sát ngoại vực, chỉ thấy một cái bóng tử vong cao lớn, đang không ngừng tiếp cận đại lục. Tối đa chỉ 30 nhịp hô hấp nữa, cái bóng tử vong kia sẽ đến. Tử vong truy sát, ý chí nồng lực của tử vong chi mâu trong tâm hồn Triệu Phong, liên tục lóe lên. Huyết mạch đồng tử, dãy ruộng vô ích, đi chết đi, tôn chủ giáp đen cười trào phúng, huy động chiến kích, bổ về phía thuyền lam lôi hải thiên, thế công đồng thời bao trùm Triệu Phong và Lý Vân Nhai. Bày trận, bên cạnh Triệu Phong, đột nhiên xuất hiện một bộ khô lâu, màu sắc cốt cách u ám như mực, đan sen hoa văn kim ngân, phát ra một luồng khí tức âm lãnh lạnh lẽo. Còn một người nữa, Lý Vân Nhai dùng mình một cái, đều là tu vi tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng khí tức trên người khô lâu đường chủ đáng sợ hơn hắn rất nhiều. Cùng lúc đó, vụt vụt vụt, số lượng quỷ thi chớ chú, bỗng nhiên tăng lên đến 100. Ô, 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 n, g. Một trận xương khói quỷ diễm mênh mông, phát dạo oán lực nguyền rủa kinh thiên, dưới sự huy động của tiểu tạc miêu, hóa thành cự chảo oán lực dài mấy trăm trượng, kèm theo đó là vô số cánh tay khô lâu trắng bệch, đánh về phía tôn chủ giáp đen. Băng hoàng lâm thế, lực lượng huyết mạch trong cơ thể triệu phong thúc giục đến cực hạn băng hoàng thương chợt nổi lên một tầng thương ảnh u lam giống như thủy tinh khí tức tử diệt phun ra nuốt vào càng không thể tưởng tượng nổi chính là trên đỉnh đầu của triệu phong ẩn hiện một hư ảnh băng hoàng thượng cổ cao ngạo to lớn khạc 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 đỡ của ta một trường khô lâu đường chủ bỗng nhiên hóa thành một cốt giếm cự nhân thân hình cao đến 4 năm trượng bổ ra một trường đại lực quỷ cốt vô cùng bá đạo huy động tử âm sát diếm trùng thiên bổ về phía tôn chủ giáp đen bách thi chớ chú, băng hoàng lâm thế, cốt diếm cự nhân, phành, ba luồng lực lượng kinh khủng đồng loạt bổ ra, hung hăng va chạm với tôn chủ giáp đen. Thoáng chốc, một trận khí lãng phong bạo cấm kỵ, tràn ra bao phủ diện tích 10 dặm, trong phương viên 10 dặm này, tất cả đều bị san thành bình địa. Từ bây giờ đến vài trăm năm sau, khu vực phụ cận nơi này, đều không có một ngọn cỏ nào, trở thành cấm địa nguyền rủa Phành, ọc, tôn chủ giáp đen hét lên một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, yết hầu ngòn ngọt, ngọt phun ra một búng máu. Tại sao lại có thể như vậy? Sắc mặt tôn chủ giáp đen trở nên trắng bệch, không khỏi nghẹn ngào, thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Bất luận là quỷ thi chớ chú đại trận hay là khô lâu đường chủ đột nhiên xuất hiện, đều bộc phát huy năng kinh người, có thể uy hiếp cả đại đan nguyên cảnh. Ngay cả băng hoàng thương của Triệu Phong, vừa rồi cũng kích phát ra lực lượng hình thái của băng hoàng thượng cổ. Phản công bất ngờ, khiến cho tôn chủ giáp đen không kịp chuẩn bị, trọng thương không nhẹ. Thiếu niên tuyền trưởng này thật mạnh mẽ, người trên thuyền hư không hải này rốt cuộc có lai lịch gì lý vân nhai rung động nghẹn họng nhìn chân chối cho dù là tôn chủ giáp đen cũng vô cùng kinh hãi tiến thối lưỡng nan tiếp cận mắt trái u lam của triệu phong lại lần nữa nhìn về phía ngoại vực xa xa thầm lẩm bẩm dường như có chút bất an chủ nhân hình như lại có một vị tôn chủ đại đan nguyên cảnh nữa xuất hiện khô lâu đường chủ trật sinh ra một tia cảm ứng nơi hắn chỉ chính là hướng lão giả mặt đen dám quân tử vong đang bay đến trước hết phải diệt một tên bằng không sẽ rất phiền toái sắc mặt khô lâu đường chủ trở nên nghiêm túc ừm triệu phong khẽ gật đầu mắt trái bỗng nhiên tập trung nhìn tôn chủ giáp đen lúc này còn chưa bình ổn được khí huyết huyết mạch đồng tử khí thức đồng lực thật đáng sợ lý vân nhai đứng ở bên cạnh chợt cảm thấy một luồng áp lực khó hiểu tâm hồn trở nên bất an hư không đồng trảm huyết mạch đồng thuật của triệu phong lập tức thi triển phốc phốc huyết quan tung tóe thân thể tôn chủ giáp đen đứng ở đối diện đột nhiên cứng đờ, trên mặt lộ vẻ sợ hãi cực độ. Ngươi, tôn chủ giáp đen phát ra những âm thanh tối nghĩa, vô thức nhìn xuống. Chỉ thấy, một đạo hư nhận chừng ba thước, xung quanh tràn ngập khí thức tử diệt, đã xuyên thủng trái tim của tôn chủ giáp đen. Hít, lông mau toàn thân Lý Vân Nhai dựng đứng, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trong lòng hắn bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn, trên mặt tràn ngập rung động, nhìn về phía thiếu niên thuyền trưởng với vẻ không thể tin nổi. Giờ khắc này, trong ngoài thuyền đều trở nên tĩnh mịch uy lực hư không đồng chảm của triệu phong so với lúc ở di tích tử thánh dường như lại mạnh thêm vài phần khô lâu đường chủ cũng trở nên nghiêm túc bịch thi thể của tôn chủ giáp đen từ giữa không trung rơi xuống lúc này lý vân nhai mới thở phào một hơi nhưng trong lòng thật lâu sau vẫn khó có thể bình phục thiếu niên trước mặt hắn chỉ cần một cái liếc mắt lập tức có thể miểu sát tôn chủ đại đan nguyên cảnh vụt tiểu tặc miêu nhe răng cười huy động trận kỳ, dẫn dắt một luồng xương khói quỷ diếm cuồn cuộn, nuốt chừng thi thể của tôn chủ giáp đen. Triệu Phong vung tay lên, đem chiến lợi phẩm trên người đại đan nguyên cảnh này thu hồi. Vụt, từ phương xa truyền đến tiếng xé gió, lão giả mặt đen đã đuổi tới nơi phát sinh sự tình. Ồ, ánh mắt của lão giả mặt đen quét qua, không phát hiện tôn chủ giáp đen, không khỏi cảm thấy ngoài dự liệu. Trong quá trình truy kích, hắn vẫn cảm nhận được khí tức đại đan nguyên cảnh của tôn chủ giáp đen, nhưng bây giờ thì không thấy nữa rồi các ngươi đã giết hắn. Linh thức của lão giả mặt đen quét qua, lập tức phát hiện thi thể đang nhanh chóng thối giữa của tôn chủ giáp đen, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành vũng máu, tăng cường uy lực của quỷ thi chớ chú đại trận. Một màn này, khiến hắn giật mình không nhỏ, lập tức đề phòng. Khắc khắc khắc, lão đầu, bây giờ sẽ đến lượt ngươi. Khô lâu đường chủ cười quái dị một tiếng, huy động tử âm sát diễm trùng thiên, quỷ lực mạnh mẽ tràn ra, bổ về phía lão giả mặt đen. Băng hoàng lâm thế, trên đỉnh đầu triệu phong, ẩn hiện hư ảnh băng hoàng thượng cổ to lớn cao ngạo, băng hoàng thương u lam vẽ ra một chuỗi thương ảnh rực rỡ muôn màu, khí tức tử diệt phun ra nuốt vào, thúc dục một trận phong bạo băng lôi hủy diệt. Meo meo, tiểu tặc miêu huy động trận kỳ, oán lực nguyên rủa của Bách thi chớ chú đại trận, từ hai mặt bọc đánh lão giả mặt đen, cũng tương hỗ với công kích của Triệu Phong và Khô Lâu Đường chủ. Lúc này, ba người phối hợp, sinh ra uy năng càng lớn hơn trước gấp bội. Xích Vân Thủ, sắc mặt lão giả mặt đen ngưng tụ, mảnh thiên địa quanh người bị một tầng vân quang đỏ thấm nuốt chừng nguyên khí thiên địa kịch biến lộ ra một quang thủ xích vân cực lớn tia lửa tung tóe phủ khắp một phương Phành, quang thủ xích vân mang theo uy năng hỏa nguyên của thiên địa tự nhiên che kín phương viên nửa dặm bốn phía xung quanh biến thành thế giới hỏa diễm hỏa vân thiêu đốt ngập trời lực lượng của hai phe ở trong hư không đan sen vào nhau sáng tối bất định Phành, thuyền lam lôi hải thiên đột nhiên bị đẩy lui mấy trăm trượng đụng vào thân một tòa núi Quỷ vụ tầng tầng bao phủ thuyền hư không hải lập tức bị diệt phong quá nửa rác cốt cách của khô lâu đường chủ bị nứt gãy một vài chỗ ọc triệu phong phun ra một búng máu tầng gợn sóng u lam bên ngoài thân thể không ngừng lưu chuyển thương thế nhanh chóng khôi phục tạo nghệ hỏa nguyên thật tinh diệu triệu phong và khô lâu đường chủ đều giật mình kinh hãi lão giả mặt đen kia không chỉ tu vi đạt tới đại đan nguyên cảnh hậu kỳ mà một thân huyết mạch hỏa diễm phẩm cấp truyền thừa cũng không tầm thường không kém gì triệu phong Tử vong giám quân này ở trong đám tôn chủ đan nguyên cảnh của lục hoàn cung, thực lực xếp vào năm hạng đầu, lại đạt được nhất mạch truyền thừa hỏa hệ cường đại vô cùng. Lý Vân Nhai dùng linh thức truyền âm, nhắc nhở Triệu Phong. Phù, thân hình lão giả mặt đen khẽ lay động, bị đẩy lui hơn mấy trăm trượng, khẽ nhíu mày. Một kích vừa rồi, mặc dù hắn không bị thương, nhưng trên người cũng suy nhược không thôi, dường như đã bị chúng phải thứ gì đó rất khó chịu. Hậu sinh khảo ý, chỉ bằng vào hai người, một là nửa bước đan nguyên cảnh, một là tôn giả, vậy mà có thể chống đỡ được một kích bảy thành lực lượng của ta. Lão giả mặt đen cảm khái, bảy thành lực lượng, trong lòng triệu phong thoáng có chút quái dị, tại sao hắn lại cảm thấy lão nhân này, dường như có chút trâu bò. Nhưng bây giờ, triệu phong đã không còn thời gian để suy nghĩ những chuyện vớ vẩn này nữa. Một luồng nguy cơ tử vong mãnh liệt đang nhanh chóng tiếp cận, sản sinh cảm ứng với khí thức ý chí đồng lực của tử vong chi mâu bên trong tâm hồn. Đúng lúc này, vụt, một đạo bóng mở u ám, từ thế giới ngoại vực xa xôi, xuyên thủng tầng mây, bắn ra tia lửa hoa mỹ, tiếp cận nơi này. Đại biểu ý chí tử vong, ta đến rồi đây, một âm thanh mơ hồ, vang lên trong não hải của Triệu Phong. Ồ, kẻ nào, lão giả mặt đen cũng sinh ra một tia cảm ứng. Lý Vân Nhai và đoàn thuyền viên đều cảm thấy một luồng khí thức tử vong mãnh liệt áp bức, không thể thở nổi, đều hãi hùng khiếp vía. Thật xin lỗi, viện binh của ta đến, cường giả của lục hoàn cung các ngươi sắp chết đến nơi rồi. Triệu Phong bày ra vẻ mặt tiếc nuối, nhẹ nhàng nói. chương 600, bóng ma tử vong đáng sợ. Viện binh, lão giả mặt đen biến sắc, sinh ra một tia cảm ứng. Vèo, một đạo ánh sáng u ám mở mịt, từ không gian ngoại vực lọt vào, nhanh chóng tiến thẳng đến bên này. Lời nói của Triệu Phong, hắn đã tin bảy tám hần. Bởi vì Triệu Phong đã lưu ý phương hướng không gian ngoại vực còn sớm hơn hắn, hiển nhiên có liên hệ cảm ứng nhất định đối với viện binh này. Khí tức tử vong thật kinh người tu vi của người đến, ít nhất là đại đan nguyên cảnh đỉnh phong. Lão giả mặt đen trở nên nghiêm túc, bộ dạng như lâm đại địch. Thế nhưng, hắn chỉ lạnh lùng cười, không hề có ý lui bước chút nào. Vù, ánh hào quang đỏ thấm lóe lên, lão giả mặt đen thoát ly khỏi vòng chiến, ai thẳng đến hướng chân trời, khí tức uy năng hỏa nguyên trên người, tăng vọt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Thân hình của hắn, ép thẳng đến chỗ bóng ma tử vong. Hắn muốn làm gì, trên thuyền hư không hải, đám người triệu phong đều cảm nhận được luồng sóng nhiệt thiêu đốt thể xác và tinh thần này, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cực kỳ khó chịu. Xích vân bạo thiên, lão giả mặt đen giống như một đoàn ánh sáng xích nhật bốc cháy hừng hực, bộc phát một vòng sóng nhiệt đỏ thấm kinh người, tầng tầng gia tăng, giống như một đám mây hỏa diễm hình nấm cực lớn. ầm ầm, trong phạm vi hơn 10 dặm, hào quang hỏa diễm ngập trời, từng dãy núi lập tức bị san thành bình địa. Lão giả mặt đen trong tầm mắt, phảng phất hóa thành một vầng rượu nhật cái thế, diễm lực hỏa nguyên to lớn vô cùng, kinh động chiến trường phương xa. Huyết mạch hỏa diễm thật đáng sợ, trên thuyền hư không hải, đám người triệu phong đều hãi hùng khiếp vía. Triệu phong tự nghĩ, cho dù phát động bách thi chớ chú đại trận, đồng thời liên thủ với khô lâu đường chủ, cũng khó mà ngăn cản được một kích ở trình độ này. Đồng thời, hắn cũng bội phục sự quyết đoán lão luyện của lão giả mặt đen, đối mặt với bóng ma tử vong đáng sợ này, vậy mà đối phương không chút nghĩ ngợi đã tiên hạ thủ vi cường. Xích vân bảo thiên, đoàn xích nhật rực rỡ thiêu đốt, bộc phát tầng tầng sóng mây xích hỏa, tạo thành đám mây hỏa diễm hình nấm, kinh thế hãi tục, nuốt chửng trời đất. Đánh về phía bóng ma tử vong, hừ, lão nhân này, dám ra tay với người phát ngôn của ý chí tử vong. Bóng ma tử vong cao lớn ngạo nghế kia hừ lạnh một tiếng, trong hư không xẹt qua một đạo xả tuyến u ám, tốc độ bỗng nhiên nhanh thêm vài phần. Phành, ngay lập tức, hai đạo quang ảnh đỏ thấm và u ám, hung hăng va chạm vào nhau giữa không trung. Oanh, thiên địa sáng tối lập lè, khí tức xích hỏa và tử vong, nổi lên cuồn cuộn, hết thảy mọi thanh âm đều bị át đi, vượt qua cực hạn của lực lượng thiên tai. Chỉ một ít dư uy phủ xuống, núi sông bên dưới đã tan rã thành từng mảnh. Phốc phốc, quỷ thi chớ chú đại trận bao phủ thuyền lam lôi hải thiên, bị nghiền nát tầng tầng, thuyền hư không hải dưới luồng khí tức đáng sợ này, không ngừng dung chuyển quay cuồng. ọc dưới sự trùng kích của khí tức khủng bố này, Lý Vân Nhai lập tức thổ ra một búng máu, còn may là có bách thi chớ chú đại trận, ít nhất cũng suy giảm được ba bốn thành dư uy. Triệu Phong và khô lâu đường chủ cũng bối rối tay chân một phen. Vụt, bên ngoài thân thể Triệu Phong, nổi lên tầng gợn sóng U Lam, bắt đầu lưu chuyển, đem dư âm của luồng sóng khí kinh khủng này suy giảm và hóa giải bớt. Thực lực của lão giả mặt đen này, trong đám đại đan nguyên cảnh, e rằng cũng đạt tới trình độ cao nhất. Thần linh nhãn của Triệu Phong mở ra quan sát, nhìn về phía tầng trời xa xa. Xích vân bạo thiên, không tốt, ngụy trưởng lão gặp phải cường địch rồi, nếu không sẽ không thi triển bí kỹ ẩn dấu bực này. Trên chiến trường xa xa, cường giả cao tầng của lục hoàn cung đều sản sinh cảm ứng. Phanh phanh phanh, tại trung tâm đám mây xích hỏa hình nấm cực lớn, lão giả mặt đen và bóng ma tử vong, lập tức va chạm giao phong. Công kích của lão giả mặt đen như hỏa vân bộc phát, trí cương trí dương, nghiền áp hết thảy. Mà bóng ma tử vong này lại quỷ dị phi thường, quỷ thần khó lường. Lão giả đen gàn dở, thực lực cũng tạm được, nhưng ngươi đã quấy nhiễu đến kế hoạch của bản vệ rồi. Trên tay bóng ma tử vong đột nhiên xuất hiện một đám khói đen, hiển hiện hình dáng một thanh đoạn kiếm màu đen nhàn nhạt, nhạt, như hư vô. Phốc phốc, hắc kiếm hư vô này, lóe lên một chuỗi kiếm quang mờ nhạt, lộ ra hàn khí tử vong kinh triệt linh hồn, xuyên thủng tầng tầng hào quang đỏ thấm, đâm trúng lão giả mặt đen. Ngươi, lão giả mặt đen hoảng sợ, thân hình cứng đờ. Mặc dù hắn đã kiệt lực né tránh, thế nhưng đoạn kiếm hư vô này vẫn đâm trúng vai phải của hắn. Chỉ trong thoáng chốc, hàn khí tử vong bao trùm khắp toàn thân, đủ để lập tức bóp chết Tôn chủ Đại Đan Nguyên cảnh bình thường. Thế nhưng, lão giả mặt đen cũng không phải hạng tầm thường, phẩm cấp của lực lượng huyết mạch thậm chí sánh ngang với Triệu Phong. Rắc rắc, lão giả mặt đen vận dụng lực lượng huyết mạch, hào quang xích hỏa lóe lên, cánh tay đột nhiên đứt lìa. Dùng phương pháp đoạn tay, trả một cái giá đắt, hắn đã tạm thời tránh được một kiếp. Chết đi, thân hình bóng ma tử vong lóe lên, trong thanh âm lộ ra một tia lạnh ý như ảnh vì hình nhanh chóng tiếp cận lão giả mặt đen mạng của ta xong rồi trong lòng lão giả mặt đen chấn động tốc độ thân pháp của đối phương nhanh hơn hắn rất nhiều luận công kích hắn có huyết mạch hỏa diễm cực mạnh sở trường công kích không hề thua kém đối phương quá nhiều thế nhưng đoàn kiếm màu đen hư vô thần bí của đối phương ẩn chứa ý chí tử vong ngạo thị cấp độ đan nguyên cảnh thậm chí có thể phát ra trùng kích với vương giả hư thần cảnh trên chiến trường nhị tinh này tại sao lại xuất hiện một địch nhân khủng bố như vậy? Viện binh này của ngươi, thực lực quá biến thái rồi, lấy thực lực cường hãn của giám quân tử vong, vậy mà không kiên trì nổi một hai chiêu trước mặt hắn. Lý Vân Nhai ngược lại thở ra một luồng lương khí, dưới vương giả hư thần cảnh, cường giả cấp độ này, căn bản là tồn tại vô địch rồi. Băng hồn chi mâu, triệu phong bỗng nhiên quát lớn, mắt trái hoán đổi, biến thành một hàn đạm tính nghịch vô tận. Thoáng chốc, một luồng khí tức băng phách kỳ hàn, liền tập trung trên người bóng ma tử vong. Tại nơi này, cũng chỉ có Triệu Phong dùng thần linh nhãn mới có thể miễn cưỡng tập trung khóa chặt quỹ tích thân hình của bóng ma tử vong. Trong nửa năm gần đây, thể chất sinh mệnh và tu vi nội tình của hắn tăng mạnh, hồ nước đồng lực trong mắt trái đã đạt tới đường kính hơn 30 trượng. Hết, tốc độ của bóng ma tử vong này, dưới sự tập trung của băng hồn chim mâu, liền hơi giảm xuống một hai thành. Lấy huyết mạch đồng tử của thần linh nhãn toàn lực triển khai, không ngờ chỉ giảm được chút xíu tốc độ của hắn trong lòng triệu phong thoáng trầm xuống băng hồn chi mâu chính là đồng thuật khống chế mạnh nhất của hắn nếu như tập trung khóa chặt tôn giả bình thường tốc độ sẽ chậm chạp như rùa đen cho dù là đại đan nguyên cảnh bình thường ít nhất cũng phải giảm một nửa tốc độ đương nhiên giảm đi một hai thành tốc độ cũng đã chỉ hoãn một kích tất sát của bóng ma tử vong rồi phốc phốc phần lưng của lão giả mặt đen lưu lại một đạo vết máu rên lên một tiếng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì lão giả mặt đen lập tức phát hiện người vừa cứu mình một mạng, chính là Triệu Phong. Hắn không phải là viện binh của ngươi sao, Lý Vân Nhai đầy vẻ mê mang, triệt để hỗn loạn. Phốc, nhưng đối diện với sinh tử quan đầu, lão giả mặt đen cũng bất chấp tất cả, toàn lực thúc giục lực lượng huyết mạch và chân nguyên, thân hình giống như một vầng rượu nhật xích vân, bộc phát hào quang diễm vân khủng bố, bay thẳng về phía bóng ma tử vong. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nếu như chạy trốn, một khắc sau ta sẽ chết. Nếu như kiệt lực liều mạng, còn có thể chờ đến khi viện binh tới. Trong lòng lão giả mặt đen hoàn toàn tỉnh táo, vẫn rất kiên cường. Thực lực của hai người, hoàn toàn không cùng một cấp độ. Lão giả mặt đen, ở trong hàng ngũ đại đan nguyên cảnh, bất luận là tâm tính hay thực lực, cũng đều có thể liệt vào loại đỉnh cao. Bất luận ngươi làm gì, tử vong cũng chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Trên tay bóng ma tử vong xuất hiện đoàn kiếm màu đen nhàn nhạt, nhạt lóe lên một đạo âm ảnh hàn quang, khí tức tử vong có mặt khắp mọi nơi phốc phốc, lão giả mặt đen kêu thảm một tiếng, huyết quang bắn ra, thân thể bị đánh bay ra ngoài 10 trường. Nếu không có triệu phong dùng băng hồn chi mưu hạn chế tốc độ và hành động linh mẫn của bóng ma tử vong, e rằng một kiếm này đã lấy mạng hắn rồi. Hư không đồng chảm của ta, tối đa chỉ còn có thể sử dụng 3-4 lần nữa. Thần linh nhãn của triệu phong, hoàn toàn tập trung khóa chặt bóng ma tử vong, vẫn đang tụ lực. Bởi vì tốc độ thân pháp của bóng ma tử vong này, quá mức quỷ dị, phiêu diêu bất định, Xác suất thành công của hư không đồng trảm thấp hơn đan nguyên cảnh bình thường rất nhiều. Lúc trước, hư không đồng trảm có thể miểu sát tôn chủ giáp đen, đó là bởi vì đối phương bị phản công trọng thương, khí huyết tâm thần chưa ổn định. Vụt, bóng ma tử vong nhanh chóng tiếp cận, kiếm thứ ba chém về phía lão giả mặt đen. Lão giả mặt đen bị khí tức tử vong xâm lấn cơ thể, thương thế so với biểu hiện bên ngoài còn trầm trọng hơn vài lần, tuyệt đối khó có thể ngăn cản được kiếm thứ ba này. Giờ khắc này, trái tim của Triệu Phong chợt đập nhanh hơn. Một khi lão giả mặt đen bị giết, mục tiêu tiếp theo sẽ đến lượt mình. Dừng tay, một âm thanh dung chuyển linh hồn, giống như từ cửu u chuyển đến, phát ra một luồng ý chí hư thần không thể trái nghịch. Trong khoảnh khắc này, hư không phụ cận, nguyên khí thiên địa như cứng lại. Một luồng lực lượng vô hình, trực tiếp áp bách phương diện linh hồn. Nửa bước vương giả, ý chí hư thần, thân hình và thế công của bóng ma tử vong, thoáng dừng lại dây lát. Thì ra lúc này, vị nửa bước vương giả cách ngoài mấy trăm dặm đã phát ra ý chí hư thần, trùng kích bóng ma tử vong. Nếu là tôn giả tê, dưới luồng ý chí này trùng kích, quá nửa sẽ hồn phi phách tán. Cho dù là đại đan nguyên cảnh bình thường, cũng phải kinh hồn thất thố, thậm chí còn bị trọng thương. Phù, lão giả mặt đen lại lần nữa tránh được một kiếp, hung hăng trừng mắt với triệu phong ở dưới mặt đất. Đương nhiên, hắn vừa phẫn hận, lại vừa cảm thấy may mắn. Nếu không có băng hồn chi mâu của triệu phong và ý chí hư thần trùng kích, hắn căn bản không thể nào sống được đến lúc này. Hư, chỉ là ý chí của nửa bước vương giả hư thần cảnh, cũng muốn đối phó với ta sao? Bóng ma tử vong cười ngạo nghễ, thanh đoản kiếm màu đen hư vô trong tay, chợt hiện lên một luồng ý chí tử vong, bá đạo thuần túy, cứ như thế mà ập đến luồng ý chí nửa bước vương giả hư thần cảnh. Oanh, lực lượng cực hạn tại phương diện linh hồn, va chạm vào nhau. Trong vòng ngàn dặm, vô số sinh linh nhỏ yếu, lập tức hồn phi phách tán. Trong thuyền hư không hải, đám thuyền viên như lâu lan chỉ thủy, đều trực tiếp ngất đi. Ý chí hư thần, quả thực không thể nào ngăn cản. Nếu như là vương giả hư thần cảnh, chỉ một ý niệm, liền có thể quyết định sinh tử của chân linh cảnh, đan nguyên cảnh. Dưới vương giả, tất cả đều chẳng khác gì con sâu cái kiến. Hồ nước đồng lực của Triệu Phong, chợt nổi lên một tia rung động. Cũng may nội tình tâm hồn của hắn thập phần cường đại, tính đặc thù của thần linh nhãn, đối diện với trùng kích tại phương diện tinh thần, có lực miễn dịch rất mạnh. Cho nên, trên chiến trường này dưới sự va chạm của ý chí hư thần triệu phong là người thoải mái nhất ý chí tử vong ngươi rốt cuộc là ai vị nửa bước vương giả của lục hoàn cung ở tại hư không phương xa không khỏi động dung thất sắc ý chí nửa bước hư thần cảnh của hắn ngưng tụ không ngờ lại bị ý chí ẩn chứa trong vũ khí của đối phương ngăn cản không chỉ có thể ý chí tử vong từ trong vũ khí của bóng ma tử vong còn từng chút một nghịch chuyển xâm lấn linh hồn của hắn không tốt ý chí hư thần của ta Vị nửa bước vương giả của Lục Hoàn cung, chợt cảm thấy tại phương diện tinh thần của mình, đột nhiên bị khí tức tử vong ăn mòn, lập tức hoảng sợ thất sắc. Ngay khi hắn còn đang tiến thối lưỡng nan, hai luồng ý chí đã giao phong đến thời khắc mấu chốt. Phốc phốc, bỗng nhiên, một đạo hư nhận ba thước, từ trong cơ thể bóng ma tử vong xuyên qua. Hít, thân hình bóng ma tử vong thoáng lung lay, trên mặt hiện vẻ khiếp sợ, không thể tin nổi, nhìn qua hư nhận ba thước đang dần ảm đạm trước ngực, chỉ thấy từng tia khí tức tử diệt đang vần quanh. Hư không đồng trảm, huyết mạch đồng thuật mạnh nhất của Triệu Phong, tại thời khắc giao phong mấu chốt của Song Phương, thành công đâm trúng chỗ hiểm của địch nhân. Phốc, chỗ lồng ngực của bóng ma tử vong, chợt nổi lên từng đám khói đen, khí tức hủy diệt đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn. Cho dù là thể chất tử vong đặc thù, cũng có chút không chịu đựng nổi. Chương 601, bóng ma tử vong, hư không đồng trảm, ở thời khắc mấu chốt ý chí hư thần vượt qua đối kháng, tam xích hư nhận lăng không xuyên qua từ trong cơ thể bóng ma tử vong từng luồng khí tức hủy diệt phong lôi, tàn sát bừa bãi, lan tràn ở bộ vị ngực hắn. Hai bên địch ta, đều chấn động, tiểu bối kia không ngờ, chẳng lẽ là, đến khắc này, lão già mặt đen làm sao không rõ chân tướng, hắn một mặt khiếp sợ huyết mạch đồng pháp của Triệu Phong, mặt khác bởi vì bị Triệu Phong tổn thương, trong lòng phẫn nộ vạn phần. Hừ, khóe miệng Triệu Phong câu dẫn ra một tia lãnh ý trào phúng. Cho dù lão già mặt đen, hay là bóng ma tử vong, đều là cường giả vượt qua cực hạn ứng phó của hắn nhờ thế cục phi diệu ở chiến trường nhị tinh thành công khiến hai người va chạm thậm chí khiến một nửa bước vương giả khác ra tay đã nằm ngoài dự đoán của triệu phong thủ hạ của tử vong đại đế dù không phải là vương giả hư thần cảnh vậy mà lại khủng bố như vậy mắt trái của triệu phong tập trung khóa chặt bóng ma tử vong phốc chỗ lồng ngực của bóng ma tử vong bốc lên từng luồng khói đen khi tức hủy diệt tàn sát bừa bãi ở trong cơ thể hắn đồng thời tam xích hư nhận kia dần dần ảm đạm diệt phong mục tiêu của truy sát tử vong lệnh, quả nhiên không đơn giản. Bóng ma tử vong kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình cứng ngắc, một kích hư không đồng chảm kia, vừa vặn đâm trúng chỗ hiểm giữa tâm tạng, khiến khí tức hủy diệt tràn ra khắp nơi. Theo lẽ thường, dưới vương giả hư thần cảnh, chắc chắn sẽ chết. o o o n, g, thân thể của bóng ma tử vong, bóng dáng giống như hơi mờ, lập lè sáng tối ở trong hư không, làm cho người ta có một loại ảo giác hư ảnh trọng điệp. Hơn nữa, Bộ vị bị thương kia, chuyển đổi giữa bóng tối và thực thể, đang thong thả khép lại. Tại một nơi khác của chiến trường, bóng ma Tử vong, chẳng lẽ là tồn tại tiếp cận thân thể bất diệt trong truyền thuyết? Ngươi cùng Tử vong đại đế có quan hệ gì? Vị nửa bước vương giả kia, kinh hãi nghẹn ngào. Bóng ma Tử vong, trên thuyền Hải Thiên, trong lòng Triệu Phong trầm xuống, cùng Khô Lâu đường chủ liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng. Tử vong ảnh thân, theo ghi chép, chỉ có 36 hộ vệ Tử vong thủ hạ của Tử vong đại đế mới có thể chất như thế. Lão già mặt đen kinh hồn bất định, hắn rốt cuộc ý thức được, bóng ma Tử vong dồn hắn đến cực kỳ nguy hiểm kia, địa vị có bao nhiêu? Nếu bóng ma Tử vong đúng là hộ vệ Tử vong trong truyền thuyết, vậy thì thảm bại của hắn căn bản chẳng có gì lạ. Thậm chí, hắn có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích. Nếu như không có Triệu Phong cùng nửa bước vương giả ra tay, hắn đã chết mấy lần. Hộ vệ Tử vong, đại biểu ý chí Tử vong công kích khăng khít không thúc, thể chất phòng ngự gần như thể bất diệt, thân pháp tốc độ ngạo thị đan nguyên cảnh. Trong đầu Triệu Phong, suy nghĩ tán loạn, thần linh nhãn, trải qua mô phỏng ngắn ngủi, liền đưa ra một kết quả kinh hãi. Cho dù 10 người, mấy chục người đại đan nguyên cảnh liên thủ, cũng rất khó địch nổi một hộ vệ tử vong. Ngay cả hư không đồng chảm của hắn, xuyên thủng chỗ hiểm, cũng không tạo thành vết thương chí mệnh với hộ vệ tử vong. hừ khí thức hủy diệt, thân hình bóng ma tử vong nhoáng lên một cái, vừa mới chuẩn bị động thủ, thân thể cứng đờ, hít một tay của hắn đặt ở bộ vị trước ngực, vết thương thong thả khép lại, giữa chán lộ ra một tia đau nhức. chuyện gì xảy ra? lão già mặt đen lần nữa tránh được một kiếp, bị dọa đến toát ra một thân mồ hôi lạnh. không ngờ là lực lượng của áo nghĩa hủy diệt vì hủy mà sinh, sát thương tạo thành, cho dù thủ đoạn cao minh, năng lực tự lành của thể chất bất diệt đều sẽ bị ngăn chặn. nửa bước phương giả một phương khác chiến trường, giật mình trong lòng. Trong lục địa nho nhỏ này, đồng thời xuất hiện hai loại tồn tại lực lượng cực đoan tử vong, hủy diệt. Thì ra là thế, tử diệt phong lôi của ta, ẩn chứa một tia khí thức áo nghĩa hủy diệt, uy năng phá hủy đại tăng, nên có thể ngăn cản chữa trị thương thế. Trong lòng triệu phong trật động, từ lúc tham tu tử diệt phong lôi, hắn đã mơ hồ biết rõ điểm này. Hiện giờ, tử diệt phong lôi của hắn, sát nhập vào khí thức mộng cảnh thái cổ, là khí thức hủy diệt ẩn chứa trong đó, càng tiếp cận bổn nguyên, vượt qua phong lôi đại đế cùng thời kỳ cho nên mặc dù bóng ma tử vong có được tử vong ảnh thân sát thương tạo thành còn lớn hơn so với trong dự liệu thể chất bất diệt đặc điểm lớn nhất là lực tự lành cường đại mà một khi loại lực tự lành này bị ngăn chặn sát thương sẽ mở rộng từng chút cho dù như thế chỉ có thể phát huy sáu bảy thành chiến lực những phiền toái nhỏ trước mắt này cũng không đáng để lo bóng ma tử vong hư lạnh một tiếng vụt vụt bóng ma tử vong ở trong hư không quỷ mị bay vút như thiểm điện, sinh ra bóng tối hư vô liên tiếp, phát ra hàn ý tử vong đáng sợ. Không tốt, trong lòng lão già mặt đen run lên, không cách nào bắt được rõ ràng quỹ tích thân pháp của tử vệ. Nhưng cổ hàn ý tử vong này, lại trong nháy mắt xuyên thủng tâm hồn. Dừng tay, ý chí hư thần dung chuyển tầng linh hồn, khiến một vùng thiên địa hư không, sinh ra áp bách đáng sợ. Nguyên khí thiên địa, cơ hồ bị đông lại, xong lần này. Hư, ừ, trên người ta có ý chí hộ thể tử vong của đại đế, trừ phi là vương giả chân chính, mới có thể uy hiếp được ta. Bóng ma tử vong bất phi sở động, ngạnh kháng trùng kích của ý chí hư thần nửa bước. Dưới sự ngăn chặn bằng ý chí hư thần của ta, còn có thể phát động công kích thoải mái như thế. Một nửa bước vương giả ở mặt khác, không cách nào ngăn cản sự ra tay của bóng ma tử vong. Vùng chiến trường gần đó, chỉ có triệu phong cùng vị nửa bước vương giả kia, có thể thấy rõ quỹ tích thân pháp cùng lộ tuyến công kích của bóng ma tử vong vụt vụt, thần linh nhãn của triệu phong dò xét được hai đạo bóng ma tử vong, giống như lưỡi đao hư vô, một đạo bổ về phía mình, một đạo khác bổ về phía lão già mặt đen. a, à, lão già mặt đen kêu thảm một tiếng, thân thể bị một đạo bóng ma tử vong trong đó phóng qua, xuyên thấu thân thể. Phốc, một vùng ánh đao hư vô, hàn quang vỡ nát, đem thân thể của lão già mặt đen xoắn thành từng mảnh vụn. bất lục sư đệ nửa bước vương giả một chỗ khác của chiến trường, phát ra tiếng gào rú kinh hãi bi phẫn. Tử vong giam quân, ngày xưa danh chấn quần vực ngũ nhạc, cứ như vậy mà chết. Trên thuyền hư không hải, Lý Vân Nhai thầm hít sâu một hơi. Hắn cũng suốt từ lục hoàn cung, ở thời đại đó, lão già mặt đen tử vong giam quân này, tuyệt đối là ác mộng kinh quỷ khiếp thần. Ai mà không sợ, ai mà không nể. Phốc, cùng lúc đó, một đạo bóng ma tử vong khác biến thành lưỡi dao hư vô, bổ về phía thuyền hư không hải. Cẩn thận, Lý Vân Nhai cùng khô lâu đường chủ, hoảng hốt thất thanh. Chém chết lão già mặt đen, chỉ là phân thân hư huyễn ảnh do hộ vệ tử vong công kích biến thành. Mà bản thể chân chính, bước thẳng đến thuyền lam lôi hải thiên. Một cổ hàn ý tử vong kinh khủng, bao phủ thuyền lam lôi hải thiên. Với tu vi tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ của Lý Vân Nhai cùng khô lâu đường chủ, linh hồn sợ run, đứng bất động tại chỗ, gần như không dậy nổi ý niệm trái nghịch gì. Băng hồn chi mâu, triệu phong dùng thần linh nhãn, miễn cưỡng dò xét bóng ma tử vong. Nhưng tốc độ của bóng ma tử vong kia, thật sự quá nhanh, lại có ý chí tử vong che chở hiệu quả của băng hồn chi mâu bị giảm đến mức tận cùng ha ha mục tiêu tử vong người nghĩ rằng ta không biết người vừa nãy là địch nhân của ngươi hay sao một đạo bóng ma tử vong mơ hồ không rõ hiện thân ở trên đầu thuyền lư không hải lời vừa nói ra cho dù triệu phong hay là lý vân nhai khô lâu đường chủ bên cạnh trong lòng cũng đều kinh hãi bóng ma tử vong khác biệt với lão già mặt đen hắn là từ biển hư không ngoại vực tiến vào từ thế cục hiện trường không khó nhìn ra triệu phong đối địch với lão già mặt đen thậm chí thế cục lão già mặt đen toàn thắng mấy người triệu phong hắn cũng phán đoán được hộ vệ tử vong này biết rất rõ lão già mặt đen đối địch với ta vì sao còn ra tay chém chết lão già mặt đen triệu phong trong lòng kinh nghi cảm thấy được gì đó hư hoàn thành nhiệm vụ trước thanh lý đám tôm tép đã bóng ma tử vong cười lạnh một tiếng xuất lời hắn chậm rãi duỗi ra một bàn tay khói đen lượn lờ mơ hồ có thể thấy được một thủ ấn hư u, phát ra hàn ý tử vong kinh hãi, từ trên trời giáng xuống, ép về phía Triệu Phong. Oanh, mấy người Triệu Phong, tâm linh nổ vang, giống như thừa nhận sức ép của băng hàn đại sơn. ọc Lý Vân nhai nhổ ra một búng máu, nửa quỳ trên mặt đất, ngất đi. Khô lâu đường chủ miễn cưỡng trèo trống, thể chất quỷ cốt của hắn, hết sức cường đại, nhưng áp bách tử vong vốn từ linh hồn, làm tâm linh hắn rung động. Lý Vân Nhai cùng khô lâu đường chủ, đều bị thương tâm thần mà hai người này thừa nhận chỉ là dư uy của thủ ấn hư u kia mục tiêu chính thức là triệu phong mơ tưởng thần linh nhãn của triệu phong như là một vùng biển cả mênh mông dòng chảy tràn đầy lưu chuyển không thôi con mắt trái thần linh kia mơ hồ phát ra một đám khí thức căn nguyên vốn từ thái cổ thần ma lui tránh mái tóc xanh của hắn dựng đứng lên trong mắt trái có một loại lực lượng xuyên thủng tâm linh khống chế vạn vật thế gian ồ không ngờ không cách nào áp chế tâm hồn của hắn Bóng ma tử vong chấn động, phải biết rằng, hắn phát ra thủ ấn hư u, đã ẩn chứa một tia ý chí tử vong nhỏ bé. Cho dù đổi lại là mấy đại đan nguyên cảnh, cũng tuyệt khó ngăn cản bí kỹ trói buộc tử vong của hắn. Thần linh nhãn, áp bách công kích với mặt linh hồn, có tránh miễn rất mạnh. Về điểm ấy, Triệu Phong cũng không kỳ quái. Chỉ là, tại sao hắn không giống như giết lão già mặt đen, trực tiếp ra tay với ta? Nếu là vậy, cho dù thần linh nhãn của ta có thể dò xét, cũng tuyệt khó trốn tránh ngăn cản ánh mắt triệu phong lóe lên hộ vệ tử vong mặc dù phát ra khí thức tử vong vô cùng kinh người bao phủ thân tâm của hắn nhưng khi nhằm vào triệu phong lại không có sát ý chân chính hư không đồng chạm. con mắt trái của triệu phong bỗng nhiên nứt ra phốc một đám đồng lực thủy văn mịt mờ từ chỗ bóng ma tử vong đứng lan tràn ở trung tâm đồng lực thủy văn kia hiện ra hình dáng một dòng nước xoáy mơ hồ phốc phong nhận hư vô cao ba thước lăng không hiện ra xuyên qua lồng ngực bóng ma tử vong quá tốt rồi, người trên thuyền lam lôi hải thiên, trong lòng đều nhảy dựng. Nếu hai nhát hư không đồng chảm, có thể thêm vào ở chỗ hiểm đồng dạng, cho dù bóng ma tử vong có tính chất gần như thể bất diệt, cũng sẽ sinh ra vết thương chí mạng. Ha ha, thủ đoạn đồng dạng, làm sao có thể thành công lần nữa? Một tiếng cười khẽ âm trầm, từ bên cạnh truyền đến. Phốc, hư ảnh hư không đồng chảm, tán loạn biến mất, chỉ là một tàn ảnh. a à, khô lâu đường chủ hoảng sợ thất thanh, ngọn nguồn hàn ý tử vong xuất hiện ở bên cạnh. Xác thực mà nói là xuất hiện sau lưng Triệu Phong, chật chật, mục tiêu tử vong đuổi giết, dễ dàng tới tay như thế. Một bàn tay khói đen lượn lờ, mắt thấy sắp đặt ở trên cổ họng Triệu Phong. Bỗng nhiên, một cỗ hàn ý tử vong bao phủ thể xác và tinh thần, khiến chân nguyên nửa bước toàn thân Triệu Phong, ngừng kết một trận, lực lượng huyết mạch đều có vẻ rất tắt quáng. Khi hắn phát động huyết hư không đồng chẳng, tử vệ kia liền hiện thân ra tay.